Dãy núi Thanh Dương, đây là sức mạnh gì thế hả? Sức mạnh này gây ra áp lực đến mức không thể nào thở được, đến thần thức cũng bị giam giữ lại rồi. Cao nhân, người này là chủ nhân của lệnh bài kia. Thực lực của người này đã ở trình độ cao rồi, tuyệt đối là cường giả ở cấp độ đế tương cảnh tầng 3. Ngươi là ai? Thanh Dương thần điện đâu? Mới mười mấy năm không gặp, đã già như thế này rồi sao hả? Xem ra mấy năm nay ngươi cũng dốc hết tâm huyết đấy chứ. Đại nhân, nếu đã đến rồi thế thì cứ yên tâm, to gan mà nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ngươi cũng ở đây à? Vị đại nhân này quen biết tôi hay sao? Ha ha, thời gian đã đến, thật là đáng tiếc. Xem ra vị cao nhân này trong lúc chế tạo ra lệnh bài đã thêm vào sức mạnh gì đấy. Một khi lệnh bài bị hủy thì sẽ xuất hiện. Tôi thật sự là không cố ý, tiêu rồi. Ồ, đến rồi. Thuộc hạ bái kiến phó điện chủ, bái kiến các vị trưởng lão, hộ pháp. Miễn lễ, luồng sức mạnh kia tan đi rồi. Ây, là cô ta. Tuy sớm đã có dự đoán, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy. Lúc đấy mình bị ma khí ám thần, cô ta chắc chắn là không nhận ra mình đâu. Nói đi, là ai đã đến? Khí tức tinh thâm như biển, khả năng là một cường giả ở đế tôn cảnh tầng 2. Đều công hết rồi sao? Đào Minh, ngươi làm trò gì vậy? Thuộc hạ bái kiến phó điện chủ, bái kiến các vị trưởng lão hộ pháp. Đừng có vòng vo, nói cho tao biết ở đây cuối cùng là đã phát sinh ra chuyện gì. Thêm nữa, có người nào đó đã đến đây. Các vị đại nhân tha mạng, thuộc hạ không phải là cố ý đâu. Để tôi, nhìn thì tuổi tác không lớn, không ngờ lại là cường giả ở đế tôn cảnh. Không cần sợ, nói ra những điều mà ngươi đã nhìn thấy đấy, nhìn thấy và nghe thấy. Nói đúng sự thật là được. Bẩm các vị đại nhân, sự tình là như thế này. Người đó đội một cái lón treo màu vàng che khuất khuôn mặt, ăn mặc rất là kỳ quái. Rõ ràng là một nam tử, nhưng lại mặc một chiếc áo dài hoa hòe, hoa sói. Đây là thuật thần hồn gì vậy? Có thể dẫn dắt Đào Minh nói ra sự thật, mà còn không tổn hại đến thần hồn của ông ta. Thế lệnh bài đâu, hình dáng như thế nào? Một mặt khắc thành ngọc nữ. Đào chấp sự, ta không sao. May mà đại nhân không biến ta thành một kẻ ngu ngốc. Cầu phó điện chủ, ngài biết người đó là ai? Lệnh bài đấy là do hai người mang đến đúng không? Hồi bẩm đại nhân, lệnh bài chính là Tần Mộ đem đến. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Đều đi theo ta, đi gặp một người đi. Trên vạn thánh phong của phong chủ Thanh Dương thần điện, những người đó sau khi đưa chúng ta đến nơi này thì không đếm xỉa gì đến nữa. Dương lão đệ, cậu nói không đâu. Nếu như bọn họ thật sự là gây bất lợi cho chúng ta, sớm đã ra tay rồi. Chúng ta nào có cơ hội phản kháng cơ chứ. Hơn nữa ta nghe ý của người đó nói lúc nãy, hình như có rất nhiều người đều không biết chủ nhân lệnh bài này rốt cuộc là ai. Tần Mộ đến giờ cũng không nghĩ ra được đó là ai. Không biết nào bình thường, nhưng mà đế tôn cảnh tầng 3 bình thường chưa chắc đã phải sợ sệt như vậy. Kẻ đó, ý của Dương lão đại là một trong mười vị đại nhân đó, thám phần là như vậy. Lệnh bài, Lam tử áo hoa, điện chủ, có phải người đã nghĩ đến điều gì đó rồi không? Lão cầu à, nếu như ngươi đã nghĩ đến rồi, cần gì phải hỏi ta nữa? Điện chủ đại nhân, Được rồi, trên đời này còn có người nào lại khắc lệnh bài của mình thành như vậy chứ? Lại có kẻ nào mặc y phục không có phẩm vị như vậy? Đáp án chỉ có một kẻ, Lưu Lạc Hồng Trần, du hành nhân gian, Hồng Trần Đại Đế. Tiểu thuyết đình thông minh lắm, cứ vậy mà đoán ra rồi. Muốn được thưởng gì nào? Thúc thúc đều có thể thỏa mãn ngươi. Điện chủ đại nhân, xin hãy tự trọng. Ta đã không còn là bé gái của năm đó nữa rồi, đến nay đã hơn 200 tuổi rồi. 200 tuổi vẫn còn trẻ lắm. Ta vẫn thích dáng vẻ lúc trước ngươi còn nhỏ, lạnh lùng đến như vậy. Điện chủ đại nhân, nói việc chính đi. Được rồi, Hồng Trần Đại Đế là một người thần bí nhất ở trong thập đại đế tôn. Não Đông Tây trước giờ xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Não Đông Tây, điện chủ đại nhân xưng hô như vậy không sao đấy chứ, lỡ như để vị đại nhân đó biết được. Đừng nhìn Não Đông Tây đó như vậy, thực ra con người cũng không tồi đâu, cũng sẽ không tức giận vì mấy việc nhỏ nhặt này.
Ma Hồng Trần Nệnh của hắn, cho dù là đế tôn cảnh, cũng hiếm có người biết được là hình dáng vẻ gì. Bọn tọa chỉ là vừa hay biết được từ những tin tức mà các ngươi mang về, xem ra hai tiểu gia hỏa đạo nguyên cảnh kia mang đến đúng thật chính là Hồng Trần Nệnh, không có gì sai. Hai người này sao lại có Hồng Trần Nệnh của Hồng Trần Đại Đế? Phong cách làm việc của hai vị đại nhân đó, ai không ai có thể nhìn thấu. Nói không chừng hôm nào đó lại có rất nhiều ăn mày kỹ nữ gì đó cầm Hồng Trần Nệnh đến Thanh Dương Thần Điện của chúng ta đấy. Chợt lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi, các người đừng có tin. Không sai, nhớ năm đó khi bản tọa sáng lập ra Thanh Dương Thần Điện, đã có một đám kỹ nữ cầm một khối Hồng Trần Nệnh đến tìm bản tọa xin tiền. Khi đó chỉ có Tiểu Tuyết Đình ở bên cạnh ta, các ngươi tự nhiên là không biết. Còn có việc như vậy, Hồng Trần Nệnh lại lưu lạc đến tay của loại nữ tử đó hay sao? Vị đại nhân này thật là. Lại nói tìm thuộc hạ, sao lại cảm thấy điện chủ đại nhân và phong cách hành sự của vị đại nhân này lại có chút tương tự vậy? Hành sự khác thường mà. Không sai, điện chủ đại nhân cũng là ngày càng lơ phất phơ, không nghiêm túc. Bản tọa ở đây này, các ngươi lại nghị luận bản tọa trước mặt của bản tọa hay sao? Nghĩ ta là kẻ điếc hay sao? Cực kỳ không tự trọng, mặc y phục không có phẩm vị gì cả. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ nghe nói điện chủ đại nhân lúc còn nhỏ từng bị Hồng Trần Đại Đế thu dưỡng một khoảng thời gian, không biết là thật hay giả vậy. À, lại còn có loại việc như vậy hay sao? Điện chủ đại nhân lại cùng vị Hồng Trần Đại Đế đó có nguồn gốc sâu xa như vậy. Thuộc hạ còn nghe nói Hồng Trần Đại Đế có dạy dỗ truyền đạo cho đại nhân. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Các ngươi hiểu cái gì chứ? Các ngươi lẽ nào muốn nói tính cách của bản tọa bị não đông tây đó ảnh hưởng đến hay sao? Vớ vẩn, bản tọa là nặng và não đông tây đó không thân thiết gì hết, sao có thể là bị hắn ảnh hưởng? Vì vậy Hồng Trần Nệnh lại lần nữa xuất hiện ở Thanh Dương Thần Điện chúng ta. Bản tọa rất tò mò, hai người đó cầm Hồng Trần Nệnh đến Thanh Dương Thần Điện chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Truyền bọn họ vào đây. Trong điện vậy mà lại có một đám đế tôn cảnh. Cho dù những kẻ này không cố ý giải phóng sức mạnh, nhưng uy áp luôn hiện hữu đó vẫn không phải là thứ mà hai đạo nguyên cảnh tầng 1 chúng ta có thể chống đỡ được. Đa tạ Ôn Điện Chủ. Bản tọa hỏi các ngươi mang khố lệnh bà này đến Thanh Dương Thần Điện chúng ta là có việc gì? Hồi bẩm Điện Chủ, hai người chúng ta đến từ Phong Lâm Thành, lệnh bài đó là một vị cao nhân giao cho vị Tần Não Ca này, và dặn dò hắn 20 năm sau đến Thanh Dương Thần Điện thỉnh cầu Ôn Điện Chủ cho một vị trí tiến nhập Tứ Quý Chi Địa. Tứ Quý Chi Địa? Vị lão nhân gia đó xem ra cũng không giống như là nhân vật thiên tư xuất chúng. Vậy vị đại nhân đó vì sao lại để hắn tiếp nhận Tứ Quý Chi Địa? Hồi bẩm đại nhân, là vì một tộc nhân của tiểu não, nó trên người mang bệnh, bắt buộc là phải có được một loại linh quả trong Tứ Quý Chi Địa mới có thể chữa khỏi. Năm đó vị đại nhân kia đã nhìn ra điểm này, cho nên đã giao cho Tần Mỗ một khối lệnh bài. Là như vậy à? Nếu như vị đại nhân kia đã nói vậy, vậy bản điện chủ cũng không tiện từ chối. Chẳng qua cũng chỉ là một vị trí mà thôi, nhưng mà việc này vẫn luôn do một vị trưởng lão trong thần điện ta phụ trách. Tiểu Tuyết Đình, hả? Cao trưởng lão, lời vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, việc này ngươi sắp xếp một chút đi, thế nào hả? Tứ Quý Chi Địa một tháng sau sẽ mở ra, danh sách cũng đã xác định từ trước rồi. Đến nay nếu như muốn thu hồi một vị trí, nhất định sẽ khiến cho người khác không vừa ý. Này thì cũng đúng, tiến nhập Tứ Quý Chi Địa là việc mà bọn họ hướng đến. Những việc này dù gì cũng là ý của vị đại nhân kia, bản tọa khó mà làm được. Thuộc hạ lại có một đề nghị. Vị não gia hỏa này nói tiến nhập Tứ Quý Chi Địa là vì lấy một loại linh quả. Nếu như tiện không bằng nói ra, nói không chừng Thanh Dương Thần Điện ta vốn đã có thứ này rồi. Hồi cao trưởng não, tiểu não chỉ là muốn một quả kiếp ách nan quả. Kiếp ách nan quả? Trần trưởng não, người vẫn luôn phụ trách khố phòng của thần điện, trong bảo khố có kiếp ách nan quả hay không? Thuộc hạ cần kiểm tra một chút. Bao lâu? Một khắc. Tiểu gia hỏa này lại có là như thế nào, lại khiến cho Tiểu Tuyết Đình để tâm đến vậy? Ta đã gặp ngươi ở đâu vậy? Cứ cảm thấy có chút quen mắt, không ổn. Ta đã gặp ngươi ở đâu chứ? Cứ cảm thấy ngươi rất là quen mắt. Ha ha, cao trưởng não, lời này của cô luôn là nam nhân khi có ý đồ, đặc biệt nói cho nữ nhân nghe,
cô chủ động nói ra hình như có hơi sai sai. Ông câm mồm. Với thân phận trưởng lão, bảo điện chủ câm mồm, đại nghịch bất đạo như vậy, hơn nữa cũng không ai để ý. Lãnh đạo của Thanh Dương Thần Điện này có hơi kỳ quái quá nhỉ. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Ta đến từ Phong Lâm Thành, cao trưởng lão lần trước đến Phong Lâm Thành giúp Tiêu Vũ Dương đại nhân khởi động ngũ sắc bảo tháp, lúc đó ta cũng có mặt. Còn vào trong thí luyện, có lẽ chính là lý trưởng lão nhìn thấy quen mắt. Vậy sao, có thể là vậy? May mà cô ta không truy hỏi, nếu ở đây mà phát hiện ra ta là ma nhân thì hỏng. Điện chủ, trong bảo khố của chúng ta không hề có thứ gọi là kiếp ách nan quả này. Vậy thật khiến bản tọa thất vọng. Nếu đã không có, vậy để ngươi tự vào trong tìm đi. Còn có tìm được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Đa tạ ôn điện chủ, có điều Tần mẫu có một thỉnh cầu. Nói ra, nếu không quá đáng, Tần mẫu thỉnh cầu điện chủ đại nhân có thể giao xuất vào tứ quý chi địa này cho Dương huynh này. Tần mẫu tuổi đã cao, tu vi lại là đạo nguyên cảnh tầng 1, nhưng thực lực bản thân thế nào trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi cao trưởng lão cũng đã nói, với bản lĩnh của ta nếu vào trong, chưa chắc còn sống sót mà ra ngoài. Ta chết là chuyện nhỏ, nhưng nếu không có được kiếp ách nan quả, ý ngươi là cho hắn vào thì sống sót ra ngoài được sao? Dương huynh chắc chắn là lợi hại hơn Tần mẫu rất nhiều. Ngươi cũng coi như là tự biết mình biết ta. Ngươi đã nói vậy rồi thì bổn tọa cho phép. Vì đại nhân chỉ có nói cho ngươi một suất, còn rốt cuộc là cho ai dùng thì ngươi tự làm chủ nào được. Đa tạ ôn điện chủ. Còn ngươi, bổn tọa không biết là ngươi và ông lão này có quan hệ gì. Bổn tọa chỉ nhắc nhở ngươi một câu, ngươi vào tứ quý chi địa ai cũng mạnh, cẩn thận chết thảm ở bên trong. Vừa đúng là để xem đại tử tinh anh của các đại tông môn. Người trẻ tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất dày. Đạo nguyên tầng 1, ở trong đó là thấp kém nhất rồi. Có khí thế này rất tốt, nhưng mong người vào bên trong vẫn duy trì được. Được rồi, hai người lui đi, ngày xuất phát sẽ có người đến thông báo cho các ngươi. Khống chế được chuẩn xác quá. Hai vị mời đi theo ta. Tiểu Tuyết Đình, có phải vẫn còn muốn nói gì hay không? Điện chủ, ngài làm như vậy khiến ta rất là khó xử. Không phải là một suất thôi sao? Đuổi một người ra là được. Được rồi, lát ta sẽ truyền lệnh xuống. Đó là điện chủ muốn giúp một suất ra, không liên quan đến ta. Được, nếu có ai không phục, vậy thì bảo hắn đến tìm bổn tọa lý luận. Thực ra thuộc hạ cảm thấy có thể không cho suất. Cùng nắm truyền lệnh cho chuyện này, bảo các đệ tử sau khi vào giúp đỡ tìm kiếp ách nan quả, sau đó đợi bí cảnh đóng lại thu thập ở lối ra. Người vào trong không chỉ có Thanh Dương Thần Điện nhà ta, nói không chừng có những người khác có được loại linh quả này. Điều sảnh nói tuy không sai, nhưng đây là yêu cầu của vị đại nhân đó. Chuyện này nói đến đây thôi, cho bọn họ một suất đi. Còn họ có giữ được hay không, kha kha, thì phải xem bản lĩnh của họ rồi. Tao biết nên làm thế nào rồi. Cao tỷ tỷ, tỷ muốn để ai ra tay? Muội thấy Tiết Nghị thế nào? Tiết Nghị, hắn là đạo nguyên tầng 2, tên họ Dương đó ứng phó được hay không? Trong 20 người đó, Tiết Nghị coi như là trung hạ đẳng. Nếu để Tiết Nghị cũng không ứng phó được, còn vào trong làm cái gì? Tứ quy chi địa không phải là nơi để chơi, coi như để tốt cho hắn đi. Cao tỷ tỷ nói cũng có lý. Đây là nơi mà hai vị nghỉ ngơi. Tòa sơn phong này chỉ có một vị ở, hai vị yên tâm tu luyện. Đa tạ lục chấp sự. Dương lão đợi chuyến đi tứ quý chi địa này chỉ có thể dựa vào mình ngươi thôi. Sau khi ta hồi phục được khí sẽ nhanh chóng quay về Phong Lâm Thành. Một tháng sau tứ quý chi địa sẽ bắt đầu. Thời gian không nhiều, ngươi hãy tranh thủ đi. Yên tâm đi lão ca. Tranh thủ thời gian luyện hóa phi hành bí bảo gì phụng cho, và cả đế bảo bách vạn kiếm nữa. Có lẽ cũng khá rồi. Bách vạn kiếm đẳng cấp quá cao, chỉ có thể dần dần nâng cao quan hệ với nó. Triệt để luyện hóa thì cần một khoảng thời gian dài. Dương Khai mau ra đây. Không ổn, thật sự là phải liều mạng rồi. Tiểu gia hỏa rắc rối, cứ vậy mà dùng bí bảo, đợi đắt nữa cần phải để lão nhân gia ra tay mới được.
Tiểu tử họ Dương kia có thể ép Thiết Nghị đến mức độ này cũng có chút khiến người bất ngờ rồi. Đây thật đúng là nhân tài, không biết là điện chủ đại nhân có thu thập hắn vào tông môn hay không. Thu nhập vào tông môn cũng không phải là không thể, nhưng mà ta luôn cảm thấy ta đã từng gặp tiểu tử họ Dương này ở đâu rồi. Hơn nữa rất là nguy hiểm. Ồ, đây là ngũ hành chi lực. Thời gian 3 tháng lão Thiết đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao? Tiếc là họ Dương kia vẫn có thể chống đỡ được. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn nàng. Sao có thể chứ? Sao lại thế này, lão Tiết? Không sao hết, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Dựa vào uy lực áp chế của đế bảo. Gọi gì là bản lĩnh chứ? Có bản lĩnh thì đấu một trận bình đẳng với Tiết sư đại đi. Hắn có thể dùng đến bí bảo, ta không thể. Có bản lĩnh, ngươi cũng để hắn tìm một kiện đế bảo. Đến đánh với ta đi, tốt lắm. Trận này coi như là ngươi thắng. Hy vọng ngươi có thể sống sót quay về từ thị tứ quý chi địa. Cứ đợi mà xem. Thế này là được rồi hả? Tiểu tử ngươi lấy đế bảo đó từ đâu ra vậy? Thứ này không phải mua được ở trên đường đâu. Ông quả làm gì? Xì. Nhưng mà ngươi cũng coi như là dụng tâm lương khổ rồi. Lại có thể nhìn ra dáng vẻ cáu đó của Tiết Nghị. Nếu tiếp tục sẽ mất đi lý trí, trực tiếp dùng đến đế bảo tốc chiến tốc thắng. Chỉ là đáng tiếc bị ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là hưởng thụ khoái cảm áp chế của đế bảo mà thôi. Ông đã nghĩ nhiều rồi. Ây, Tiêu Bạch Y không dễ đối phó giống như là Tiết Nghị đâu. Lời hắn để lại trước lúc đi khiến người khác để tâm, không chừng sẽ ra tay với ngươi ở trong tư quy chi địa. Có muốn bản tọa đi giải thích với hắn một chút hay không? Không cần phải phí sức như vậy. Ta thấy sự ăn ý của ngươi với kiện đế bảo này rất là thấp, đến uy lực nhỏ bé của nó cũng không phát huy ra được. Ngươi có cần bản tọa giúp ngươi đem đế bảo này để luyện hóa một phen hay không? Thời gian dành cho ngươi cũng không còn nhiều nữa. Nếu như có bản tọa ra tay giúp đỡ, đảm bảo sau khi ngươi tiếp nhận tứ quý chi địa, có thể phát huy ra 1/10 uy năng của nó, giúp ngươi tung hoành vô địch ở trong bí cảnh, thế nào hả? Ôn địa chủ, ông hy vọng ta đưa ra yêu cầu đến vậy hay sao? Chết tiệt, bị nhìn thấu rồi. Yêu cầu đó tiểu tử sẽ suy nghĩ thận trọng. Đợi đến ngày nào đó suy nghĩ thỏa đáng rồi sẽ tự đến tìm ôn điện chủ để thực hiện. Tiểu tử ngươi thật là mưu mô xảo quyệt. Thôi vậy, đây cũng coi như là đáp ứng ngươi. 7 ngày sau ngươi đến Lạc Anh Phong tập hợp, đến lúc đó sẽ có người đưa các ngươi xuất phát cung tiễn ôn điện chủ. Cứ cảm thấy bên đó có ai đang ẩn náu, lại không thể tra xét ra được, lẽ nào là đế tôn cảnh. Thôi vậy, nếu như đối phương không chủ động lộ diện, có lẽ cũng là đến xem náo nhiệt mà thôi. Thôi vậy, không quản nữa. Tiểu tử họ Dương này hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Có lẽ chỉ là nghi ngờ, nhưng mà cho dù là vậy, cảm giác của hắn cũng không phải là nhạy bén tầm thường đâu. Kẻ này rất là thú vị. Cao tỷ tỷ, tỷ nói liệu hắn có phải là đến từ nơi đó? Nếu không phải là xuất thân từ nơi đó, sao có thể có thực lực như vậy? Thậm chí còn có đế bảo phong thân. Phải biết rằng hắn mới là đạo nguyên cảnh tầng 1 thôi. Nếu như thật sự đến từ nơi đó, chúng ta không thể nào không biết được. Nhưng mà hậu thế đời này cũng rất ưu tú, thật đúng là người tài vô số mà. Đúng vậy, Nam Hoàn công chúa đã kế thừa hoàn mỹ Minh Nguyệt hoàn thân của Minh Nguyệt đại đế. Nghe nói hơn 1 năm trước còn phổ thăng đạo nguyên cảnh. Thiên Vũ thánh địa cũng có âm dương song sinh. Trang bất phàm của Vô Hoa điện, mặc dù không có tư chất đặc thù gì, nhưng thiên tư thông minh, tuổi còn nhỏ đã là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tứ quý chi địa lần này chắc chắn là sẽ là nơi thiên kiêu tung hoành. Bỗng nhiên cảm thấy nam vực này là nam vực của bọn họ rồi. Ta đã già rồi. Hai địa thương hội mặc dù là lấy thương làm chủ, nhưng mấy năm nay cũng đã chiêu mộ không ít nhân tài ưu tú. Nhiều ngày sau ở trong phòng, 7 ngày sau là đến Lạc Anh Phong tập hợp rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Ôn Tử Sa nói không sai, ta đến nông tông của Bách Vạn Kiếm cũng không dùng được, lỡ như hoàn toàn phát huy, vậy thì nào uy lực mạnh đến mức nào chứ? Đây nè, Thánh Ninh bay về hướng của điện chủ rồi. Cao trưởng lão, thứ vừa rồi nếu nào là vật truyền tin của vị đại nhân kia? Có lẽ là vậy, nhưng mà ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Lại khiến cho vị đại nhân đó phải truyền tin đến, xem ra thiên hạ này sắp có biến động lớn rồi. Ồ, lại có loại chuyện thế này.
Theo truyền tin của Thiên Khu đại nhân, Tứ Quy Chi Điện lần này có sự thay đổi. Thiên Khu đại đế. Thật sự là Thiên Khu đại đế. Nghe đồn có thể hiểu rõ thiên cơ, nhìn thấu quá khứ, đoán được tương lai, vậy mà lại là sự thật sao? Nhưng mà Tứ Quy Chi Điện sao lại phải phiền đến Thiên Khu đại nhân ra mặt cơ chứ? Cho nên mới nói tình hình bên đó có biến. Tứ Quy Chi Điện lần này có liên hệ với Toái Tinh Hải. Cái gì Toái Tinh Hải? Là Toái Tinh Hải, nơi táng thân của Phệ Thiên Đại Đế danh danh đỉnh đỉnh. Chẳng trách Tứ Quy Chi Địa lại dẫn đến sự quan tâm của Thiên Khu đại nhân. Trận chiến năm đó, nếu không phải là Thiên Khu đại nhân ra tay, tính ra được đường cùng của Phệ Thiên Đại Đế, sợ là tinh vực vẫn nằm dưới sự cường quyền của Phệ Thiên Đại Đế. Thiên Khu đại nhân đã nói thì vậy, thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là Tứ Quy Chi Địa lần này sẽ xuất hiện tinh ấn, khiến người có chút không thể nhìn thấu được. Tinh ấn, dấu ấn tiến nhập Toái Tinh Hải. Nghe đồn trong Toái Tinh Hải này ẩn dấu huyền diệu trở thành đại đế, và ẩn dấu rất nhiều sức mạnh, bí hạnh và thần thông của Phệ Thiên đại đế. Chỉ tiếc là đến nay cơ hội đến rồi, đế tôn cảnh cường giả lại không thể tiến nhập. Nhưng mà ta biết cô muốn nói gì. Trước giờ tinh ấn đều sẽ tùy cơ xuất hiện, lần này có lẽ là trùng hợp vừa hay gặp được Tứ Quy Chi Địa mở ra. Nếu như đã có tin tức mà Thiên Khu đại đế truyền đến, thì để chúng đệ tử cố gắng tìm kiếm là được rồi. Tinh ấn biết nhiều gì thì cũng có liên quan đến danh sách đệ tử tiến nhập Toái Tinh Hải ngày sau, không thể làm bừa được. Được rồi, nếu như có sự thay đổi, vậy xuất phát sớm một chút, chuẩn lệnh xuống, sáng sớm ngày mai mọi người tập hợp khởi hành. Dạ, cao trưởng lão, đừng quên việc cô đã đáp ứng với ta đấy. Cứ phải như vậy sao? Sao hả, muốn nuốt lời hay sao? Vậy thì không tốt đâu, người thất tín sẽ không có chỗ đứng. Thuộc hạ hiểu rồi, chắc chắn là sẽ không khiến cho điện chủ đại nhân thất vọng nào được. Ây, ta rất là mong chờ. Cao tỷ tỷ, không cần nói gì hết, ngày mai nào biết thôi. Hôm sau, Lạc Anh Phong, xem ra tin tức tối qua Tiểu Bạch Y thông báo là thật. Hắn chính là kẻ đó. Vậy mà thật sự đạo nguyên cảnh tầng 1, đạo nguyên cảnh tầng 1 cũng có thể đến từ Quy Chi Địa hay sao? Cứ thế này đợi xuất phát thôi. Ngươi chính là kẻ từ bên ngoài đến, đã đánh bại Thiết Nghị à? Dương Khai, có việc gì không? Ta là Hạ Sinh, người đứng đầu trong diễn võ tông môn lần này. Hạ huynh, tìm ta là có chuyện gì? Không có gì, nói chuyện bình thường mà thôi. Nghe nói Thiết Nghị đã thua ngươi, cho nên có chút hứng thú với ngươi. Hạ huynh nào muốn báo thù cho đồng môn hay sao? Ây, Dương huynh, nghĩ vậy là không được rồi. Ta không hề có ý đồ đó, chỉ là Thiết Nghị tuy phế vật một chút, nhưng có thể chiến thắng hắn. Có thể chiến thắng hắn khi kém hơn hắn một tầng đẳng cấp, Dương huynh có lẽ cũng là có chút tài thật. Người giống như chúng ta, về sau nhất định là sẽ chúa tể thiên hạ này, trở thành bá chủ của thế giới này, khiến lũ lão già kia đi ăn xít hết. Khốn nạn, còn dám ăn nói vớ vẩn, xem bổn tọa xé nát cái mồm của ngươi ra. Phí điện chủ đại nhân, đệ tử đâu có nói ngài, cũng không phải là có ý đó, ngài bớt giận, còn để ta nhìn thấy. Không đâu, ngài yên tâm đi, không có lần sau đâu. Ơi, nửa trước không sao, nửa sau địch lạc, về sau có lẽ là nhiều cơ hội gặp mặt, cho nên mọi người cùng cố gắng đi. Được, hy vọng hạ huynh sẽ không tụt lại quá xa. Ây, thú vị, Dương huynh quả nhiên là một người thú vị, chơi vui hơn Tiểu Bạch nhiều. Người kêu ai nào Tiểu Bạch, có tin ta bây giờ quyết đấu với ngươi hay không? Bình tĩnh đi. Điện chủ, Cao tỷ tỷ vẫn chưa đến sao? Đến rồi kìa. Cao trưởng lão, các đệ tử đã tụ tập xong rồi, cô xem. Cô, đây nè. Cao trưởng lão cười sao? Các vị nhìn gì ta? Trên mặt ta có hoa hay sao? Hay nè, có ý kiến gì? Không có gì, các đệ tử đã đến đủ cả rồi. Cao trưởng lão, có gì cần nói với bọn họ hay không? Bây giờ nói gì, lên đường rồi nói. Lên trên cả đi. Vâng, lên đường. Hừm, đợi ta quay về rồi xử lý ông sau. Thuận lợi. 3 ngày sau, cuối cùng cũng hồi phục nguyên trạng rồi. Cao trưởng lão trước đó như hai người khác nhau, đúng là dọa chết ta mất. Bổn cung dọa chết người là hình dạng này sao? Ê, cao trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, cho ta vào đi mà.
Đệ tử sai rồi, ây thảm quá. Có chuyện cần nói với các ngươi một chút. Tài nguyên của tứ quý chi địa trước đó các ngươi có lẽ cũng có được rồi. Phương diện này không cần ta phải nói nhiều, nhưng trong tứ quý chi địa lần này thì xuất hiện tinh ấn liên quan đến toái tinh hải. Tinh ấn có liên quan đến toái tinh hải. Tinh ấn, đây là nguyên nhân tứ quý chi địa bắt đầu sớm hay sao? Không sai, nhiệm vụ của tứ quý chi địa lần này là phải có được tinh ấn. Cao trưởng lão, tinh ấn đó có dáng vẻ như thế nào vậy? Hình tượng đồ án của tinh đồ không hề cố định, nếu như có được nó sẽ hóa thành đồ án rơi lên người của ngươi, đem nó ra ngoài giao cho tông môn có thể có cơ hội tiến nhập toái tinh hải. Ngoài ra tinh ấn có thể dịch chuyển, sau khi mang nó ra có thể chuyển giao cho tông môn, đương nhiên để báo cáo. Trong số các ngươi bất kỳ ai cũng có được tinh ấn, ngày sau đều có tư cách tiến nhập tinh hải. Vậy nếu đệ tử may mắn có được hai cái hoặc là nhiều hơn thì sao? Chính mình giữ lại một cái, những cái khác giao cho tông môn sẽ cho ngươi phần thưởng tương ứng. Ngươi cũng vậy, ta không sai, mặc dù ngươi không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện ta, nhưng nếu như ngươi đã chiếm được vị trí của thần điện ta, vậy tự nhiên cũng phải tuân thủ quy củ trong đó. Được rồi, người không có thứ này đúng không? Thứ này giao cho ngươi. Đây là tứ quý chi địa. Đa tạ cô nương, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Nói nhiều lời với một kẻ ngoại lai làm gì? Ân tình của cô nương Dương Mộ đã ghi nhớ, chuyện nhỏ. Bạch huynh, ngươi gọi ai vậy chứ? Yêu huynh, mặc dù ta nói không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, nhưng mọi người nếu như đã cùng nhau tiếp nhận tứ quý chi địa, vậy cũng coi như là đồng đội rồi. Ai, ai là đồng đội của ngươi chứ? Việc ngươi đã cướp địa vị của Tiết Dương sớm muộn gì cũng tính sổ với ngươi. Yêu huynh cần gì phải vậy chứ? Nói không chừng ở trong tứ quý chi địa ngươi còn cần ta giúp đỡ đấy. Dựa vào ngươi thật sự có Tiêu Mỗ không ứng phó nổi hay sao? Cũng không cần ngươi giúp đỡ. 5 ngày sau, nơi này còn có đệ tử của môn phái khác. Các ngươi hãy nghỉ ngơi tu dưỡng ở đây, không được gây chuyện thị phi. Bản cung phải đi tìm các đại nhân khác để thương nghị một số việc. Cũng coi như đến kịp rồi. Dương huynh, ngươi không nói giúp ta, hại ta một đường bay đến đây. Ngươi lạnh lùng với ta như vậy, về sau chúng ta phải tiếu ngạo thiên hạ, tung hoành ngang dọc thế nào đây? Ta chỉ là người ngoài, không liên quan đến ta. Ây, thôi vậy. Biết là không thể trông cậy vào đám người các ngươi mà. Ngươi làm cái gì vậy? Vì sao vô duyên vô cớ lại công kích ta? Hiểu Hiểu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Giờ này vừa rồi đột nhiên lại ra tay không kích ta. Ồ, thú vị lắm. Lại có người bắt nạt đến đỉnh đầu Thanh Dương Thần Điện. Việc này không thể để yên được. Ngươi nói đúng chứ, vô thường. Hạ sinh. Kẻ này có thân thể cổ quá như vậy, lẽ nào là thể chất đặc biệt gì? Nghe đồn vô thường có âm dương song sinh thể, thì ra là dáng vẻ quỷ quái như thế này. Thật đúng là đại khai nhãn giới rồi. Xịt. Ngươi nhỏ tiếng một chút đi. Nghe nói vô thường hy nổ vô thường, hung tàn bạo lực, nếu như để hắn nghe được, sợ gì chứ, nơi này có nhiều người như vậy, hắn có thể làm được gì ta? Ây, đây là cái gì vậy? Nhớ kỹ nãy, tiến nhập tứ quý chi địa, nếu như gặp phải kẻ vô thường này, có bao xa thì chạy bấy nhiêu xa, tuyệt đối là đừng để đối đầu với hắn. Dạ, Trang sư huynh, đó chính là vô thường của Thiên Võ Thánh Địa hay sao? Không sai, ta và gia hỏa này giao thủ vài lần rất khó đối phó, đến Tiêu ca ca cũng không đối phó được với hắn đâu. Nếu như dùng đến đế bảo mà phụ thân đại nhân ban cho, chắc chắn là có thể thắng hắn. Chỉ là như vậy cái giá phải trả quá là lớn. Vậy sao? Công chúa không tin. Nếu như công chúa muốn kiến thức một chút, hiện giờ ta sẽ đi. Ta chỉ là tùy ý nói thế mà thôi. Nhưng mà gia hỏa vô thường này lại dám giết người ở trước mặt mọi người, thật đúng là không coi tinh thần cung ta ra gì. Nói thế nào gì, Nam Vực cũng không phải là nơi Thiên Võ Thánh Địa của hắn có thể làm gì thì làm. Làm sao vậy? Là hắn. Làm sao vậy? Tiểu nhân vật thế này, có chỗ nào khiến công chúa để ý cơ chứ? Không, không có gì. Vô thường huynh uy phong thật lớn,
Sống chết của người khác ta mặc kệ, nhưng mà việc tấn công sư muội của ta, Vô Thường huynh có phải nên giải thích cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Giải thích được thôi. Giải thích của ta chính là không ai được bay qua đỉnh đầu của ta, ngoại trừ người chết. Vừa rồi ta chỉ là muốn đến chỗ của tinh thần cung ta. Ta có một người quen bên đó, lâu rồi không gặp, muốn đến hàn huyên tâm sự. Không ngờ rằng Hạo huynh nên cảm thấy may mắn, vì cô ta là người của Thanh Dương Thần Điện. Nếu không làm sao? Nếu không cô ta sớm muộn gì cũng sẽ là người chết. Vậy sao? Ta bay qua rồi. Bay qua nè. Có giỏi thì ngươi đánh ta đi. Xuống đây cho ta. Ngươi bắt ta xuống thì ta phải xuống chắc. Có tin ta thả một bãi trên đầu của ngươi không? Ây, Hạ Sanh. Ây, tưởng rằng không ai áp chế được ngươi sao? Đè cho ta. Khực khực, thử xem là ai áp chế ai. Đến đi. Đây, nguy hiểm quá. Hạ Sanh, nếu chỉ có chút bản lĩnh thế này, Đế Quy Chi Địa lần này ngươi không cần đi nữa đâu. Khẩu khí cũng lớn lắm, đến nữa. Nếu chiến đấu như vậy đúng là hiếm thấy, vừa hay có thể dùng để tham khảo so sánh sự khác biệt đối với mình. Hạ sư huynh sẽ không làm sao đấy chứ? Hắn có thể có chuyện gì được chứ? Cứ cho là Đế Tôn Cảnh tầm thường ra tay với hắn, hắn cũng có cơ hội nhất định để chạy thoát. Một vô thường nhỏ nhoi có thể làm gì được hắn? Xem ra Hạ Sanh chưa sử dụng hết sức lực. Lon, La Nguyên sư đệ cảm thấy trận đấu này không lọt vào mắt hay sao? Thăm dò lẫn nhau mà thôi, có gì mà hay ho chứ? Tứ Quý Chi Địa lần này chúng ta đều phải dựa vào cả sư đệ rồi. Yên tâm đi, Tứ Quý Chi Địa lần này ta nhất định là sẽ khiến cho Bát Phương Môn danh chấn Nam Vực. Nhưng mà đám rác rưởi các ngươi, đến nước đó vào bên trong, các ngươi cũng đừng đến tìm ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tự nhiên sẽ không làm phiền sư đệ rồi. Đến nước đó đại cứ tùy ý mà hành sự là được. Đủ rồi. Thanh Dương Thần Điện Hạ Sanh, Kiến Võ Thánh Địa Vô Thường, tự ý hành sự đánh đấu, bản tọa phạt nhốt các ngươi đến ngày bí cảnh mở ra. Mong các vị lấy đó làm bài học. Người xem hãy lấy đây là lời cảnh tỉnh. Người gây chuyện đều sẽ xử lý hết. Tiêu đại nhân, đệ tử vô tội, không có chí khí, ngươi không quản được đâu. Tiêu đại nhân minh giám, đệ tử trước giờ vẫn luôn tuân thủ quy định. Nếu như không có người khiêu khích thì sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Tiêu đại nhân, ngươi thả ta đi. Được thôi, Tiêu đại nhân, ngươi nhốt ta, cấm bế thì thôi đi. Có thể thả ta xuống hay không? Bị nhốt giữa không trung như này mất mặt lắm. Ngươi có cơm mồm được hay không hả? Vốn dĩ còn thấy chả có gì, bị hắn nói như vậy. Sao? Ta làm mồm đến ngươi à? Ôn nào? Ngươi còn dám nải nhải, ngươi có tin không? Cho dù thế này cũng là mất mặt ngươi, phía ta cũng coi như là thuận gió. Đợi vào được bí cảnh thì lại quyết sống mãi nơi đóng quân của tinh thần cung. Như này được rồi nhỉ? Đã làm phiền Tiêu đại nhân rồi. Đúng rồi Tiêu đại nhân, chuyện lần trước ba người chúng ta đến tinh thần cung, Thỉnh giáo có hồi đáp hay chưa? Về thượng cổ đại ma đó, đại đế nói như sống mà không phải sống, như chết mà không phải chết, là có ý gì? Ta cũng không hiểu. Có điều chư vị yên tâm, nếu như đại ma đó dám xuất hiện, bổn tọa đích thân ra tay giải quyết. Có câu này của Tiêu đại nhân, vậy ta yên tâm rồi. Nơi đóng quân của Thanh Dương Thần Điện, Dương tiểu tử, ta đợi ngươi ở rừng rậm. Là cô ấy. Dương sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Tùy ý đi lại mà thôi. Vậy ngươi cẩn thận, sống chết của người ngoài lo nhiều thế làm gì. Dương sư đệ dù gì cũng là theo chúng ta đến đây, còn gọi hắn là sư đệ, hắn đâu phải là đệ tử của thần điện ta. Tiêu sư huynh, huynh đặc biệt không thích hắn? Không phải không thích, chỉ là khinh thường. Nếu đã gọi ta đến đây, tại sao còn chưa hiện thân? Thật sự không ngờ được trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành đạo nguyên cảnh. Không hổ là đến từ đế tinh vực, tư chất quả nhiên là không tầm thường. Viện hộ pháp đã lâu không gặp, khó mà được người nhớ tới bản cung, khiến bản cung rất là vui mừng. Đại ân đại đức của biện hộ pháp, tiểu tử khắc cốt ghi tâm, sao có thể quên được. Biện hộ pháp không đến một mình đấy chứ? Ây, Dương sư đệ, xa cách nhiều ngày phong thái vẫn vậy. Khấu sư huynh, không biết nhị vị đại diện cho thế lực nào đến đây? Đương nhiên là Bích Vũ Tông rồi.
các ngươi vẫn còn ở lại Bích Vũ Tông. Nếu như không phải là tại ngươi, thì bây giờ sự sống chết của ta sao có thể để người khác khống chế? Cái này cũng không thể oán ta được. Ban đầu các ngươi động thủ, lại không diệt cỏ tận gốc, mới tạo thành cục diện này. Ta vào bên hộ pháp, tiếp nhận phân phó của tông chủ, đại diện cho Bích Vũ Tông đến từ quỹ chi địa này. Mấy người xuất hiện ở bên Thanh Dương Thần Điện, muốn hỏi ngươi ít chuyện. Tin tình báo của tứ quỹ chi địa, không sai, nếu đã có thể lăn lộn được vào phía Thanh Dương Thần Điện, chắc là biết được nhiều hơn chúng ta. Tình báo ta không tiết lộ, có điều ở tứ quỹ chi địa này sẽ xuất hiện tinh ấn. Cái ngươi nói chính là chứng nhận để tiến vào Toái Tinh Hải. Đúng vậy, nếu như gặp được ở tứ quỹ chi địa này, có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội liên thủ. 4 ngày sau, mọi người chuẩn bị tốt, lối vào tứ quỹ chi địa sắp mở rồi. Trưởng lão hy vọng các ngươi có thể cố gắng đi theo nhóm. Có điều nếu như có người cố tình làm bậy, thì coi như là bổn trưởng lão chưa nói gì. Hy vọng các ngươi đều có thể an toàn trở về. Các trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt. 10 người một nhóm và mau tiến vào. Bóng bóng này thật là kỳ lạ, giống như là ở trong nước nhưng lại không có, không rõ cụ thể. Tứ bề đều mềm mại, khi xuyên qua khe hở hư không cũng không hề phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Đây chính là hạ chi vực. Có thứ gì đó đang đến. Vô thường, không phải là nhắm vào chúng ta đấy chứ? Có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ. Vô thường bị đuổi theo, không phải là đế tôn cảnh nhiêu thú đấy chứ? Không muốn chết thì nhanh chạy đi. Cứu mạng, hừ, viêm thú. Nơi này là địa bàn của viêm thú. Hỏng rồi. Cứu mạng, cứu. Hóa khí khủng khiếp quá. Cái gì? Ta không sao, Dương huynh, còn không mau chạy đi. May mà các ngươi dụ viêm thú qua đó. Ha ha, vô thường tên khốn nhà ngươi sẽ không được chết yên đâu. Nguy hiểm quá. Chia ra chạy, để ta dụ nó đi. Đơn giản như vậy đã bị hỏa lực bên ngoài hóa giải rồi. Nhìn ta làm gì? Nhiều người như vậy, liệu không đuổi theo mình ta đấy chứ? Thật sự nào đuổi theo ta kìa. Bỏ đi, dù sao cũng chiếm một suất của bọn họ, ra tay giúp bọn họ vậy. Khà khà, yêu thú cấp 12 cũng chẳng ra làm sao cả. Tiếng gì vậy? Tức rồi. Những người khác đã chạy xa rồi, không chơi với ngươi nữa. Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ? Đã. Hạ chi vực khắp nơi nóng bức, nhưng vách núi này lại hơi lạnh như vậy. Đây là linh khí dồi dào vô cùng. Ha ha, đúng là linh khí hải. Nghĩa nào là nơi Ngọc Giản miêu tả? Đã không có nguy hiểm gì, vậy thì gọi bọn họ ra vậy. Hoa Thanh Ti đâu? Ai, đang ngủ ngon mà. Tên khốn kiếp nhà người, rốt cuộc là muốn làm gì hả? Tiên sinh, quan hệ của hai người không bình thường. Chỉ cần có thể bắt được cô ta, thì sẽ có cái để đàm phán với Dương Khai. Nếu như muốn ra tay với cô ấy để bắt giết ta thì hiệu quả rất là nghiêm trọng đấy. Ra tay với ta thì càng ngu xuẩn hơn. Ta nếu đã dám thả ngươi ra thì cũng có thể ném ngươi lại vào trong. Ma đầu nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây. Công kích ngôn ngữ không đau không ngứa, chả có tí ý nghĩa gì với ta cả. Linh khí thiên địa ở đây rất là nồng đậm. Ngươi ở đây tu luyện cho tốt đi, lưu viêm sẽ hộ pháp cho ngươi.
Vâng, có điều thời gian cho ngươi không nhiều, nhiều nhất là 2 ngày mà thôi. Quả nhiên có thể được. Lần trước ở trong bảo tháp ngũ sắc, Huyền Giới Châu có thể hấp thu sức mạnh của pháp tắc thiên địa. Cho dù là linh khí thiên địa thì cũng thế mà thôi. Ngươi cầm cái này này, để ý nhược tích cho tốt. Tuân mệnh chủ nhân. Còn ngươi đi thôi, vừa đi vừa nói. Ta là thú cưng mà ngươi nuôi đấy à? Có thể để mặc ngươi sai bảo hay sao? Không tình nguyện thì thôi đi, về đợi là được rồi. Được, giỏi lắm. Chuyện trước đây ta nói với ngươi, ngươi suy xét thế nào rồi? Chuyện gì? Giả vờ hồ đồ. Giải thích với ngươi trước, ta chỉ là cảm thấy nuôi nhốt ngươi ở trong đó có chút hơi không nhân đạo. Dù gì thì vốn dĩ ta với ngươi không thù không oán. Ngươi vậy mà lại hiểu rõ đi đã như vậy. Nếu đã như vậy, mơ đi. Đổi lại là ngươi, ngươi hiến năng ấn thần hồn của bản thân cho một người không quen biết, không thể nắm được sống chết của bản thân hay không? Sẽ không. Nếu như ngươi đã không, thì tại sao lại còn muốn ta làm như vậy? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng một nhỏ bé, cũng dám nói lời này trước mặt của ta, ngươi có tự tin ở đâu ra thế? Nếu như ngươi thật sự cảm thấy bản thân có thể thắng được ta, thì sớm đã ra tay rồi, hà tất phải nói lời khách sáo với ta? Sự nhẫn nại của ta có hạn. Nếu như không muốn hiến là hồn thần ấn, thì chuẩn bị chịu sự đau khổ của việc vĩnh viễn bị giam cầm đi. Những năm còn sống, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Hắn đang đưa ra thông điệp cuối cùng với ta hay sao? Xem ra lần này không thể lừa bịp cho qua chuyện rồi. Một lựa chọn mà thôi, khó khăn đến thế hay sao? Nếu như ta hiến cho ngươi lạc ấn thần hồn, tên chết tiệt là ngươi, đừng có độ ra. Điệu cửa mưu mô đắc ý này có được hay không? Khiến cho ta có cảm giác bị lừa gạt bắt bẫy. Nói tiếp đi. Ngươi có sai ta đi làm những chuyện nguy hiểm liên quan đến tính mạng hay không? Trước giờ ta vẫn luôn khoan dung độ lượng với người của mình. Nếu thật sự có chuyện nguy hiểm, ta sẽ tự làm. Ta muốn có sự riêng tư của mình. Ngươi không được dò xét bí mật của ta, càng không được lệnh cho ta làm những chuyện trái với lương tâm, trái với ý nguyện của ta. Có thể, ngoài ra, sau này ngươi sẽ đối xử tốt với ta chứ? Ngươi đang muốn cả cho ta. Hỏi câu hỏi khiến người khác xấu hổ. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy, đồ mặt dày. Câu trả lời của ta là, cho dù nuôi một con chó, ta cũng sẽ đối xử tốt với nó, càng huống hồ là người. Câu hỏi cuối cùng, nếu đang muốn ta hiến đặc hồn thân ấn, bắt buộc là phải có thực lực được ta thừa nhận. Mặc dù ta không hề cho rằng ta có thể thắng được ngươi, nhưng chuyện gì cũng cần phải thử một lần. Ngươi chắc chắn là muốn làm thế. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của ta, thì ngươi sẽ không còn cơ hội từ chối nữa đâu. Ây, tên này yếu như gà vậy hay sao? Xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Sao có thể? Sao, chưa nhận thấy bí thuật không gian bao giờ? Bí thuật không gian? Tài mọn vật vãnh. Ngươi, sao ngươi có thể làm được trình độ này? 3000 đại đạo, 10000 bí thuật, chẳng qua chỉ là sự kết hợp của linh khí thiên địa và pháp tắc thiên địa mà thôi. Bí thuật này của ngươi chỉ là mượn pháp tắc, chưa thể gọi là tự điều động. Chỉ cần hiểu rõ thế của pháp tắc thì phá giải dễ như trở bàn tay. 3000 đại đạo, 10000 bí thuật. Vừa rồi thăm dò thử, mặc dù nói mình mới chỉ phát huy nửa phần thực lực, nhưng theo cảnh giới tu vi của hắn, có thể nhẹ nhàng ứng phó với sự tấn công của mình, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Càng huống hồ người này vậy mà lại hiểu sức mạnh không gian. Cam chịu rồi, đừng để lộ dáng vẻ ủy khuất như thế chứ. Yên tâm, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ hiểu được sự lựa chọn hôm nay của ngươi là sáng suốt đến nhường nào. Để nỡ cơ hội như này, ngày sau ngươi có gào thét muốn đầu quân cho ta, thì ta cũng sẽ không giữ ngươi. Bản lĩnh ngươi khoác mà không biết ngượng của ngươi lợi hại thật đấy. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta vẫn còn có chuyện phải làm. Ngoan ngoãn hiến lạc ấn thần hồn của ngươi đi. Đây chính là lạc ấn thần hồn của Hoa Thanh Ti. Nhìn gì mà nhìn, nóng này thật đấy. Hừm, ta cứ cảm thấy nạ, giống như là đồ vật chân quý bị người khác cướp mất vậy. Quen là tốt rồi, bây giờ chúng ta cũng xem như là cùng một đội rồi. Vậy thì không phải là người ngoài, hy vọng sau này có thể sống chung yên ổn. Đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ tặng thêm thiện cảm với ngươi. Ta chẳng qua chỉ là bị ngươi chèn ép nô dịch mà thôi.
Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Đúng rồi, vừa rồi tao muốn hỏi, đây là nơi nào, sao lại có linh khí hải? Quả nhiên ngươi biết linh khí hải. Mặc dù linh khí hải không nhiều, nhưng vẫn có một ít ở trong tinh giới. Tinh thần cung của ta cũng có một linh khí hải. Đây là tứ quy chi địa. Hả, ngươi nói đây là tứ quy chi địa? Đúng rồi. Phải rồi, tính toán thời gian, tứ quy chi địa cũng quả thực khai mở rồi. Có điều, sao ngươi lại có tư cách vào trong nơi này? Ta nhớ là Phong Lâm Thành không hề có suất nào. Cơ duyên xảo hợp, ta vào cùng với người của Thanh Dương Thần Điện. Người của Thanh Dương Thần Điện sao lại dẫn theo ngươi vào đây? Mỗi một suất vào đều cực kỳ chân quý. Nhất thời không nói rõ được. Dù gì cũng là ta cướp suất của bọn họ. Cướp. Phân chia ra đi. Tỷ lệ nơi này sản sinh ra thiên tài địa bảo không nhỏ, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Ta nói rõ trước, nếu như ta tìm được đồ tốt gì thuộc về ngươi, ta không cướp của ngươi đâu. Chỉ đợi câu này của ngươi thôi. Nhiều nhất là 2 ngày quay về hội họp. Nơi như linh khí hải này quả nhiên có rất nhiều thiên tài địa bảo. Một đường đi xuống vậy mà lại có 7-8 loại dược liệu đạo nguyên cấp bậc không giống nhau, cũng coi như là có chút thu hoạch. Có điều đáng tiếc, lại không được dược liệu đế tôn cấp. Mặc dù nói 2 loại chỉ chênh nhau 1 cấp thôi, nhưng hiệu quả lại không hề giống nhau. Dược liệu đế tôn cấp đều có sức mạnh pháp tắc, cho dù là ăn hay là dùng để luyện đan đều có thể cảm ngộ được sức mạnh của pháp tắc. Đây là địa huyết quỷ nan. Mặc dù chỉ là đạo nguyên cấp trung phẩm, nhưng lại là linh dược cực kỳ hiếm có, giá trị không nhỏ. Trồng trong tiểu huyền giới, đợi sau này kiếm một đống lớn. Chuyện gì thế, có cảm giác hoảng sợ không yên. Bên phía Nhược Tích xảy ra chuyện gì rồi sao? Muốn chết, dám ra tay với bọn họ. Hoa Cỏ Sư Huynh, tứ quy chi địa, có võ giả thánh phương cảnh tiến vào sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta, đây là sắp phổ thăng phản hư cảnh rồi. Nhất định là đệ tử của những đại tông môn kia rồi. Nghĩ đến Tà Nguyệt Cốc ta đã công hiến không ít vật tư cho Vô Hoa Điện này, được vị trí mới chiếm cứ được 3 vị trí, nhưng những đại tông môn này lại tùy ý phung phí, để một đệ tử thánh vương cảnh cũng chiếm 1 vị trí như vậy, thật đúng là quá đáng. Châu Hoan Sư Đệ nói rất có lý, 2 nữ tử này chắc chắn là xuất thân từ đại tông môn nào đó. Các ngươi xem, hạt châu trên tay của nữ tử đạo nguyên cảnh tầng 1 kia có lẽ là bí bảo không tồi. Nơi này sâu dưới lòng đất, rất ít dấu tích của con người, thực lực đối phương thấp kém, trong tay bọn họ lại có trọng bảo. Ta sớm đã không vừa mắt với đám đệ tử của những đại tông môn này rồi. Hoa Cổ Sư Huynh nói xem làm thế nào. Sư Đệ quyết theo đến cùng đây. Thế nào, không tốt lắm nhỉ? Lỡ như để tông môn đứng đằng sau bọn họ biết được, không chỉ chúng ta tiêu đời, Tà Nguyệt Tông sợ nào cũng đều. Sợ thì cút đi. Nhưng mà ta nói rõ trước, đợi nát nữa lấy được bí bảo và tinh nguyên rồi, đều sẽ không có phần của ngươi đâu. Được, ta sẽ cùng tiến cùng lùi với 2 vị sư huynh. 3 tên rác rưởi các ngươi, nghén nang nén nút định làm cái trò quỷ gì vậy? Cô nương hiểu lầm rồi, 3 người chúng ta chẳng qua là cảm nhận được chuyển động năng lượng ở dưới khe núi, cho nên đến xem xét mà thôi. Có gì làm phiền mong hãy lượng thứ. Không biết cô nương xuất thân từ tông môn nào, có liên quan gì đến các ngươi chứ? Cô nương đừng khách khí như vậy mà. Ta thấy vị cô nương này hình như đang ở ngưỡng cửa đột phá, nơi này linh khí lồng hậu, cũng không biết là có yêu thú hung hãn nào chiếm đóng hay không. Chúng ta bất tài nguyện hộ pháp cho 2 vị cô nương, chỉ dựa vào 3 tên rác rưởi các ngươi. Cô nương nói chuyện tổn thương người khác quá đấy, chúng ta cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Không sai, Tà Nguyệt Cốc ta mặc dù không phải là đại môn phái gì, cũng không phải là loại người nào cũng sỉ nhục được. Nói làm nhiều như vậy làm gì? Các ngươi nào để ý đến trên tay của ta, hay nào để ý đến bí bảo này của ta? Tự mình ra tay cướp là được rồi, cần gì phải vòng vo như vậy? Sư huynh, xem ra cô ta không có đồng môn ở gần đây. Nếu không chúng ta vòng vo với cô ta nhiều thời gian như vậy, vì sao lại không thấy đồng môn của cô ta xuất hiện? Thật đúng là cơ hội tốt trời ban. À đàn bà, đợi đắt nữa não tử đã. Lão tử đánh ngươi làm bò dưới đất, lột sạch y phục của ngươi. Ngươi đừng có khóc cầu xin đấy chứ. Mơ tưởng hão huyền, hơi thở của thánh ninh. Cô ta không phải là người, đây là khí ninh đấy. Ây, thật đúng là chờ giúp chúng ta. Lão phu đang sầu vì nghiệp hỏa trừ không thể nào nâng cấp đẳng cấp được, không ngờ lại gặp được một khí linh ở đây. Nhìn hình thái của ngươi đã có thần trí rồi,
Có thể tu luyện đến mức độ này cũng thật sự là không dễ dàng. Lão phu tốt bụng giữ lại một con đường sống cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn tiến nhập vào nghiệp hỏa trừ của ta đi. Ta đảm bảo sẽ không tiêu diệt thần niệm của ngươi. Thế nào hả? Nghịch nửa trước mặt cổ lão phu. Xem ngươi lấy gì để đấu với ta? Đã nói vô ích rồi, ngươi còn tới nữa. Xem ra thần trí của ngươi cũng rất có hạn. Nó hệ truy lực cũng hùng hậu như vậy. Sư huynh, đừng lãng phí với cô ta. Nếu như cô ta đã không chịu khắc phục, vậy thì đánh cho cô ta phục thì thôi. Nhìn mắt của lão phu đây. Vậy mà lại thuận lợi đến vậy. Sư huynh cẩn thận, thái dương chân hỏa. Ngươi không chịu khuất phục lão phu đến vậy hay sao? Nếu đã như vậy, vậy lão phu sẽ hủy đi thần trí của ngươi. Trục xuất, không ổn, về. Đây là bí thuật gì? Nghiệp hỏa trừ của ta suýt nữa thì toi rồi. Chủ nhân, cô làm tốt cốt tốt lắm, vất vả rồi. Các hạ là ai? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta? Tai ngươi điếc à? Không nghe thấy vừa rồi cô ấy gọi ta là gì hay sao? Nói như vậy ngươi chính là chủ nhân của khí linh này. Lão phu khuyên ngươi ngoan ngoãn dâng khí linh lên, nếu không nơi này chính là nơi chôn cất của ngươi. Ha ha, ngươi nói như vậy thì chịu chết đi. Thứ quỷ gì vậy? Ồ, cuối cùng cũng nỡ thả ta ra rồi sao? Sao, có vui hay không? Thạch ma không? Thạch ma cũng không thể to như vậy được. Đạo nguyên cảnh tầng 3, là người đầu tiên chết trong tay của ta qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không đến nỗi sỉ nhục thân phận của ta. Giao cho ngươi đấy, để ta xem ngươi hiện giờ có thần thông gì. Sẽ có bất ngờ đó. Đùa kiểu gì vậy? Thạch đầu nhân này cũng chỉ to đầu mà thôi. Thực tế tấn công đơn giản, rất dễ né tránh. Bay đi bay lại như con bọ chét vậy. Là nam nhân thì đấu thẳng đi. Ngươi nghĩ lão phu bị ngu hay sao? Loại lời nói ấu trĩ này cũng nói ra được khỏi một hay sao? Ê, sợ gì chứ? Thử chút không chết được đâu. Đã vậy thì cản. May mà độ chính xác chẳng ra sao cả. Tấn công khó tin như vậy, bị đập vào là ta xưng nát thịt ngay. Cuộc chiến này đánh kiểu gì đây? Sao sắc mặt của ngươi trắng bệch ra vậy? Dũng khí vừa lấy đâu rồi? Ngươi nhìn xem, đồng môn của ngươi đều anh dũng hơn ngươi. Lưu Viêm vẫn chưa lộ ra bản thể, mà là lấy nhân hình chiến đấu. Như vậy chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực. Có thể thấy người đó căn bản là không phải đối thủ của cô ấy. Còn về pháp thân không khiến ta thất vọng, chỉ là động tác quá lớn. Ta cứ ở đây trông coi nhược tích là vậy. Người này thần niệm rất mạnh, vượt xa ta. Đối với người như vậy chắc chắn không có lợi ích gì. Vị bằng hữu này có gì ngôn gì muốn nói hay không? Bằng hữu hiểu lầm rồi. Ta là muốn giải thích một chút. Ta không hề quen biết hai người này, chỉ là tình cờ gặp mới đi cùng mà thôi. Chu Siêu Hình, huynh đang nói gì vậy? Chu An, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn muốn đứng ngoài cuộc hay sao? Còn không mau ra tay. Ngươi gọi người kia là Siêu Hình à? Đầu óc của hắn có vấn đề. Bằng hữu nha, đừng hay hắn nói linh tinh. Tại hạ chỉ là bị người đó lôi kéo, không thể không ra tay với linh khí của người. Hy vọng bằng hữu đại nhân đại lượng đừng tính toán. Thứ mất dạy, ngươi còn niêm sỉ không vậy? Hắn có hay không thì không biết, nhưng ngươi hình như là chán sống rồi. Ồ, thần thông mới. Không ổn. Đây là cái gì? Không cử động được, sao có thể? Ngươi muốn làm gì? Liên hoa cổ đô bại rồi. Nói đến đây thôi, tại hạ cáo từ. Ta cho ngươi đi sao? Vị bằng hữu này có gì phân phó? Phân phó thì không cần nói. Ngươi đã nói bản thân không đi cùng với bọn họ, thì cũng phải làm gì để chứng minh bản thân đi chứ. Tại hạ hiểu rồi. Cứ chờ mà xem. Hỗn nguyên thần thương. Chu sư huynh điên rồi. Mục tiêu không phải là ta. Sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. An huynh. Phản phục vô thượng. Cẩu tiểu nhân. Nhiên huyết thật tiêu hao quá lớn, nhưng lại có thể nâng cao một nửa tốc độ của bản thân trong khoảng thời gian ngắn. Người đó thực lực có mạnh nữa cũng sẽ không đuổi theo kịp ta. Chạy cũng nhanh quá nhỉ. Không gian thần thông. Đợi đã, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nói gì? Ta cũng coi như ngươi đang nêu não mà thôi. Không thấy đâu nữa.
Ở phía sau sao? Cũng không có. Có gan thì ra đây, đừng có nên ăn nên nút như vậy. Bách vạn kiếm mang, trung nguyệt thôn năng, phía sau. Người chết chắc rồi. Nếu muốn trách thì trách kiếm mang của người bán đứng người. Đế bảo Chu mỗ chết không oan. Chủ nhân, người này đã không còn năng lực phản kháng nữa rồi. Vất vả rồi. Chủ nhân, người có biết thái cự nhân dùng là công pháp gì hay không? Đây là phệ thiên chiến pháp. Cứu, cứu mạng. Không ngờ rằng pháp thân lại tu luyện phệ thiên chiến pháp đến mức độ này. Công pháp này quá là bá đạo và tà ác rồi. Dáng vẻ của hắn có chút kỳ lạ. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được có một cỗ hơi thở lạ lẫm đang lưu chuyển ở trong nó. Công pháp này lúc đầu ngươi không tu luyện, quả nhiên là quyết định sáng suốt. Sao lại nói như vậy? Trước đó ta chẳng qua chỉ là hấp thụ tinh hoa ở trong các loại khoáng vật, không hề phát hiện ra con vấn đề gì, chỉ là cảm thấy công pháp này lớn mạnh không gì so sánh được, tu luyện vào thực lực nâng cao rất nhanh. Nhưng hiện giờ có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến thần hồn của ta, khiến ta không tự chủ mà có chút khát máu, muốn giết người, muốn thôn tính càng nhiều hơn. Nghiện rồi sao? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thi triển loại công pháp thôn phệ năng lượng đồng thời này cũng sẽ thôn phệ những thứ khác, đó là ảnh hưởng đến bản thân. Ta đoán những thứ này có lẽ là tàn niệm của những võ giả đã chết, hoặc là sự khủng hoảng phẫn nộ lúc sắp chết gì đó. Thứ này nếu như do ngươi hấp thụ rất khó hóa giải, nhưng ta thì không giống như vậy. Đây là một thân xác của thạch khô nhất tộc, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ không sao hết. Vậy việc không thể chậm trễ, ngươi quay về trước đi. Đại khoái đầu, sẽ không làm sao chứ? Sẽ không. Thạch khô nhất tộc trời sinh đã có thể tịnh hóa tạp chất, nhưng mà trước khi hắn tịnh hóa hoàn toàn những thứ ảnh hưởng đến bản tâm này, có lẽ không cách nào thi triển phệ thiên chiến pháp thôn phệ năng lượng nữa rồi. Nhưng mà làm thế này, ta cũng có chút hiểu được vì sao phệ thiên đại đế lại đi đến đường cùng trên cảnh giới đỉnh phong rồi. Một võ giả mạnh như vậy, không khống chế được dục vọng của mình, những đại đế kia lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Cứ cho là vì tự bảo vệ, cũng phải diệt trừ hắn. Đây là sắp phổ thăng rồi sao? Mặc dù nói có tác dụng của bảo giải tẩy thủy đan, nhưng tu luyện này của cô ấy liệu có quá nhanh rồi không? Thể chất của nha đầu này có chút cổ quái, hình như cô ấy có thể trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí. Thể chất của cô ấy có lẽ không có vấn đề gì, hoặc là huyết mạch chi lực ẩn giấu bên trong cơ thể cô ấy. Vừa đến linh khí hải này sẽ giống như là mở ra một loại hạn chế nào đó ở trong cơ thể. Không cần biết là thế nào, thánh vương cảnh đột phá đến phản hư cảnh, nhiệm vụ đầu tiên chính là ngưng tụ thể trường của chính mình. Không ai dẫn dắt cô ấy phải ngưng tụ thể trường thế nào, chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn, phải âm thầm dẫn dắt cô ta một chút. Thế trường, cô ấy vậy mà lại dễ dàng đã ngưng tụ ra được thế trường của bản thân rồi. Hơn nữa còn là trước lúc phổ thăng phản hư cảnh. Đến rồi. Dựa vào tu vi của ta và Lưu Viêm, trong phạm vi phổ thăng cực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa, dẫn đến một số hậu quả không thể lường trước được. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân cô ấy thôi. Tiểu nha đầu cơ thể yếu đuối, cũng không biết là liệu có thể thuận lợi đột phá hay không. Đây là gì vậy? Nữ nhân. Nhược Hy. Không đúng, chỉ là có chút giống, nhưng không phải cô ấy. Này sao có thể chứ? Năng lượng thiên địa lại bị cô ta hút đi rồi. Này, rốt cuộc là cái gì chứ? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Không rõ nữa, nhưng ta có thể cảm giác được cô ta không giống như là muốn hạ Nhược Hy. Cứ vậy mà đi sao? Phản hư cảnh. Cho nên mới nói
Hư ảnh đó lẽ nào là thánh ảnh còn sót lại của tiên tổ Trương gia? Giờ khi rốt cuộc nào đã kế thừa huyết mạch chi lực thế nào ạ? Kế thừa huyết mạch chi lực thế nào vậy? Chủ nhân, ta muốn quay về trước. Trạng thái của cô ấy không đúng lắm. Đi đi. Chúc mừng cô thành công đột phá đến phản hư cảnh rồi. Phản hư cảnh đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người đánh nghén chúng ta hay sao? Mấy gia hỏa không biết sống chết mà thôi. Cô đây là làm sao vậy? Ta đã ngủ một giấc thì đã biến thành dáng vẻ lúc này rồi. Ngủ một giấc? Nói như vậy cô không hề biết đã xảy ra những việc gì. Nghe đồn có một dị thú thánh linh thông qua tích lũy thời gian, huyết mạch chi lực trong cơ thể sẽ từ từ giác tỉnh, đạt đến đỉnh phong thế giới. Tình hình của Nhược Hy hiện giờ có chút giống với truyền thừa của những yêu thú thánh linh kia. Nhược Hy, lúc trước có ai giảng giải cho cô về ngưng luyện thể trường và phổ thông phản hư cảnh hay chưa? Không hề có. Lúc trước ở nhà, thực lực của Nhược Hy vẫn là rất thấp. Lão tổ nói đợi ta đến thánh vương cảnh tầng 3 sẽ giảng cho ta những thứ này. Cô ấy ngưng luyện thể trường trước, thật đúng là một lần là xong. Nhưng luyện thể trường thế nào, sợ là sớm đã khắc sâu ở trong thần hồn của cô ấy rồi. Đây chắc chắn là do truyền thừa huyết mạch chi lực. Tiên sinh, có phải Nhược Hy tu luyện có vấn đề gì không? Không hề có. Cô mới vừa phổ thăng, cần phải củng cố tu vi. Quay về tiểu huyền giới trước đã. Dạ. Còn biết quay về hả? Xem ra là thu hoạch được không ít rồi. Sao hả? Cô đứng đợi ta hay sao? Đây là thứ gì vậy? Suýt nữa thì dọa chết lão nương rồi. Người chết mà thôi. Làm ơn xuống khỏi người ta. Hay nào nói cô muốn trở nên giống hắn? Người nghĩ ta muốn dính vào ngươi hay sao? Nếu như không phải nào bị hai cỗ thi thể này dọa. Hai cỗ thi thể này cũng dị thường quá. Rốt cuộc hắn đã tu luyện tỏ thật gì mới có thể khiến cho người trở nên thế này chứ? Cô về tiểu huyền giới trước đi, ta còn có việc đến đông chi vực nữa. Đợi một chút. Trong lưỡng quy sơn có một nơi ẩn giấu, có hứng thú thì đi tra xét một chút không? Vốn dĩ ta định tự mình đi, dù gì lần này trong danh sách 40 vị trí của thần cung cũng có phần cổ ta. Vì tứ quý chi địa ta sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu như không xảy ra sự cố lần này, lưỡng quý sơn sao? Yên tâm, mặc dù ta không biết người đến đông vực làm gì, nhưng chuyến này chỉ là thuận đường mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Có vị trí cụ thể hay không? Lời bí mật đó cũng chỉ là một dòng ghi chép mà ta xem được trong sách cổ mà tông môn mà thôi. Mặc dù có một phần bản đồ, nhưng chỉ hướng không quá rõ ràng. Chỉ khoảng vòng một phạm vi đại khái. Nói như vậy, bên trong rốt cuộc là có thứ cô cũng không biết đúng không? Xem ra ngươi cũng không hiểu nhiều về tứ quý chi địa nhỉ? Tức là sao? Ngươi có biết tứ quý chi địa này được tạo ra là vì người nào hay không? Cô biết hả? Ta không biết, thì còn đố ngươi làm gì? Tuế Nguyệt Đại Đế có từng nghe nói đến chưa? Từ xưa đến nay, cho dù là cường giả đến mạnh nhất cũng có thể ngã xuống. Tuế Nguyệt Đại Đế chính là một người trong số đó. Vị đại đế này rốt cuộc đã ngã xuống như thế nào không ai biết được. Nhưng nờ đồn tứ quý chi địa này chính là một động phủ bí mật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tứ quý chi lực chính là do Tuế Nguyệt Đại Đế thi triển ra thần thông hiển hóa ra, sẽ không bao giờ tiêu tán, mà ở nơi nào đó của tứ quý chi địa tồn tại một tòa thần điện uy hùng, Tuế Nguyệt Thần Điện. Trong đó có vô số lợi ích mà Tuế Nguyệt Đại Đế đã để lại. Giống như nói thần công mà vị đại đế nào tu luyện, Tuế Nguyệt Thần Quyết có thể cũng ở đó. Tuế Nguyệt như thao, thần thông nhất xuất, diệt tận ngàn năm, kẻ bị chúng sẽ vô thanh vô thức mà mất đi thọ mệnh, tự nhiên mà chết. Mà nơi bí mật mà ta nói kia chính là có liên quan đến Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng mà nếu như ngươi thấy phiền vậy thì đừng đi nữa. Làm gì, lấy bản đồ ra đây, đưa ta xem. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đấu cứng ta sẽ... Cô sẽ thế nào, nói chuyện tử tế. Nơi này ít người, cứ cho cô gặp khản cổ cũng không ai đến cứu cô đâu. Ngươi vô sỉ, cầm thú, đừng qua đây. Còn tiến lên nữa, ta sẽ hét lên đấy. Đưa ngươi là được rồi chứ gì. Một đại nam nhân bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta, ngươi có cần mặt mũi nữa hay không hả? Lóng lạnh giao giới, hạ độc tiếp xúc. Dựa vào ghi chép trong bản đồ của Hoa Thanh Ti, ở đây chính là Lưỡng Quý Sơn. Tiếp xúc với hạ chi vực này lại chính là đông chi vực.
Tứ quý chi địa thú vị thật đấy. Tiếp nối với hạ chi vực chính là đông chi vực, đúng là rất tiện cho ta. Với người thần điện, sự tồn tại phiêu diêu không dấu vết này, tìm được đương nhiên là tốt, không tìm được cũng không sao. Đến lúc đó trực tiếp vào đông chi vực là được. Có điều nếu tới người thần điện thật sự tồn tại, thanh dương thần điện trước đó là đã giấu giếm ta. Dù sao như Hoa Thanh Ti nói, đại thế lực kế thừa nhiều năm, trong tông môn điển tịch sẽ có ghi chép về tới người thần điện. Tông môn đệ tử trước khi vào, các trưởng bối cũng sẽ giảng giải cho bọn họ những bí mật tình báo này, để bọn họ chú ý hơn. Chỉ có điều những năm nay không ai tìm thấy cả. Là ai? Khí tức cổ đạo nguyên cảnh tầng 2. Có điều năng lực dao động này cực kỳ không ổn định, xem ra chủ nhân của khí tức này đã bị trọng thương. Yêu thú cấp 11. Đó là cái gì? Ấn ký hình thoi ở trên đầu của nó. Thú vị đấy, ta không chọc ngươi, ngươi lại chọc ngược lại ta. Chọc giận ta sao, muốn chạy hay sao? Chạy gì chứ, đâu có ăn thịt người. Dù sao ta cũng không phải là ác ma. Chỉ vậy thôi, còn tưởng lợi hại thế nào. Xem ra không giống dị thú quý hiếm gì. Có điều đẳng cấp như vậy, nội đan có lẽ là có giá trị không nhỏ. Thứ gì vậy, tốc độ nhanh quá. Đau? Không đau nữa. Ấn ký trên đầu của yêu thú đó, chuyện này là sao? Từ khi nào? Bị lạc ấn này là phải một lúc, mà không phát hiện ra những người này tiến gần từ bao giờ. Chết rồi, bị người khác tranh trước rồi. Này, chính là tiểu tử ngươi giết nó. Là ngươi. Cô nương quen biết ta, xin lỗi nhận nhầm rồi. Lúc đó ở sâu trong tầng 3 của ngũ sắc bảo tháp. Ta dùng Ngụy Nhân Châu thay đổi dung mạo bản thân, người này cho dù nhìn thấy cũng không nhận ra ta được. Tiểu Bạch, ngươi cũng ở đây à? Đúng là đời người không đâu không gặp. Ngươi muốn chết sao? Lạnh lùng như vậy làm gì? Khó có dịp mọi người gặp nhau ở đây, cũng là có duyên. Ai có duyên với ngươi? Có điều ngươi có thể thoát khỏi truy sát của viêm thú đó, đúng là có chút ngoài dự đoán, khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Cái gì? Con yêu thú sánh ngang với đế tôn cảnh đó. Cái gì? Ngươi nói hắn thoát khỏi sự truy sát của viêm thú? Đó lại là yêu thú mạnh hơn cả đế tôn cảnh. Chỉ dựa vào hắn, lẽ nào tiểu tử này có chỗ nào đặc biệt? Ây, đâu có. Chạy trốn là điểm mạnh của ta. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi. Không cần phí nào nhiều, giao tinh ấn ra đây thì tha mạng cho ngươi. Mặc dù có hơi tư thừa, nhưng ta vẫn muốn hỏi các hạ xưng hô thế nào. Bát Phương Môn La Nguyên. Thì ra là Na Huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Thất kính. Cũng may ngươi không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện ta, nếu không ta sớm đã ra tay thanh lý môn hộ rồi. Trong tiểu huyền giới, pháp thân, ngoài vị đại tỷ đang nằm ở chân các ngươi đó, hai người này có ấn tượng hay không? Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Không làm, ta không giống với vạn sự đều thông hả? Chó mèo gì ta cũng phải biết hay sao? Dù gì cũng là người cùng sư môn với ngươi, ta thấy ngươi chắc chắn là biết. Lam Môn công chúa, còn có con trai của Tiểu Vũ Dương, Tiêu Thần. Sao ngươi lại gây chuyện với hai người này? Nếu đã là công chúa Nam Huân, dựa vào thân phận và địa vị của cô ấy, lại có thể đến từ quy chi địa để địch luyện. Minh Nguyệt đại đế không sợ quê nữ bảo bối của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trong từ quy chi hay sao? Có điều có sứ giả, hậu hoa này chắc chắn là sẽ không có nguy hiểm gì cả. Theo tình hình trước mắt, Nam Huân công chúa xuất hiện ở đây, 10 phần thì đến có 8-9 phần vì chứng nhận của Toái Tinh Hải. Đây quả nhiên là tinh ấn. Vô Thường Huynh, có hào kiệt như người ở đây, lại để cho một tên tiểu tử có tông môn nhỏ vênh váo, hất hàm sẽ khiến hay sao? Kiêu ngạo hỗn xược, thật sự nào được hay sao? Nếu truyền ra ngoài, uy danh của Vô Thường Huynh còn có hay không? Mặc dù ta không thích tên này, nhưng hắn nói quả thực là có chút đạo lý. Giao tình nhắn ra đây, nếu không ta sẽ tự lấy. Hai vị nói thế, như vậy là muốn cướp chế đoạt hay sao? Chuyện này tinh thần cung của ngươi có quản hay không?
Chúng ta sợ là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bảo đảm sẽ không có cướp, sẽ không cướp của ngươi. Công chúa tại sao lại đáp lời tên này? Thực ra nếu như có thể, ta rất vui lòng giao tinh ấn này ra. Có điều làm thế nào để tinh ấn rời khỏi tay của ta, hai vị chỉ giáo đi, có chỉ giáo gì không? Đơn giản chém đứt tay của ngươi là được rồi. Không sai. Muốn tay hay là muốn mạng, chọn đi. Hai thứ ta đều muốn. Có phương pháp lựa chọn an toàn hơn hay không? Vậy hắn là của ta, đừng hòng có được. Dương sư đệ mau tránh ra. Sư muội, không kịp rồi, hắn chết chắc rồi. Nga. Sư muội mau về đi. Ồ được, tình huống gì thế? Tên tiểu tử này không hề bị thương một chút nào. Thú vị lắm, thân thể của người này đã hư hoại một lúc, giống như cả người đã tiến nhập vào một không gian khác vậy. Và kịch này diễn cũng giả quá đi, chỉ có đám nhân nam nhân thối tha, cả đầu chỉ có cơ bắp này mới tin mà thôi. Gia hỏa này rốt cuộc tên là gì vậy? Nhưng mà nói ra thì gia hỏa này cũng mạnh đấy, có thể đánh không phân cao thấp với vô thường, bất phương môn. Từ lúc nào lại có quái vật như thế này? Người muốn chết? Chắc không phải là đang nói ta đấy chứ? Ta không muốn chết, đừng giết ta mà. Tiểu giải thích với vô thường huynh một chút đi, để hắn tha cho ta một lần có được hay không? Tiểu sư huynh bình tĩnh đi, nhát gan như chuột, sợ đầu sợ đuôi còn ra thể thống gì nữa. Ta thật sự là muốn xông qua giết ngươi ngay bây giờ. Ngươi muốn chiến thì ta sẽ chiến. Lâu rồi chưa gặp được gia hỏa nào giống như là ngươi, thật đúng là khiến người hưng phấn mà. Bị ngó nơ rồi, chắc không phải là đánh thật đấy chứ? Có lẽ trận đấu này sẽ khiến chúng ta đại khai nhãn giới. Hai ba câu không hợp thì liền đấu đá với nhau. Ta coi trọng vô thường, kẻ này không từ thủ đoạn, có lẽ hắn sẽ thắng. Thực lực của Na Nguyên thâm sâu khó lường, cũng không thể là coi hề nhẹ được, không dễ phân đâu. Đủ rồi, hai vị đều là người có tài của Nam vực chúng ta, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà mất hòa khí. Hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng. Đối thủ của chúng ta không phải là lẫn nhau, mà là gia hỏa của tam vực khác. Mong hai vị nể mặt ta, biến vũ khí thành tơ lụa đi. Công chúa điện hạ, chuyện này vô thường nể mặt người, sẽ không so đo với hắn. Nhưng nếu như còn có sau này, cho dù là đại đế ở đây, ta cũng sẽ chém chết nếu không biết trời cao đất rộng này. Nghe danh thiên võ thánh địa vô thường tài giỏi như vậy, hiện giờ xem ra cũng chẳng qua chỉ là nói khoác mà thôi. Được rồi được rồi, một khối tinh ấn mà thôi, trong tứ quý chi địa này cũng không chỉ có một khối tinh ấn này. Chưa kể đến, chỉ là một khối tinh ấn hình thoi nhỏ bé thì lại càng không đáng giá. Cái gì, tinh ấn còn phân đẳng cấp? Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhặt về một cái mạng thì nên ngoan ngoãn cắp đuôi mà chạy đi. Ngươi còn ở lại nơi này đợi chết nữa hả? Vậy xem ra sẽ không nói cho ta biết rồi. Được rồi, đến là tinh ấn đều đã có chủ rồi, mọi người đừng đánh chủ ý vô ích nữa. Nên làm việc gì thì đi làm việc đó đi. Nhìn trên trời kìa, xuất hiện thật nhiều tinh ấn. Chúng ta cùng đi. Dạ công chúa. Vị cô nương này, vì sao vị bằng hữu bên cạnh của cô lại gọi cô là công chúa vậy? Đây là danh hào của cô nương hay là gì? Ây, hắn hiện giờ nào muốn thu hút sự chú ý của ta hay sao? Ai lại có danh hào là hai từ công chúa cơ chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vậy ta lại không hiểu. Ta thấy cô nương khí chất bất phàm, cử chỉ ưu nhã, rõ ràng là xuất thân tôn quý. Nhưng mà cái này có liên quan gì đến công chúa cơ chứ? Ta xuất thân là tinh thần cung. Ngươi không đoán được hay sao? Thật sự không biết. Tinh thần cung là tông môn mà Minh Nguyệt đại đế sáng lập. Vậy trước mắt ngươi đây chính là viên minh châu của đại đế, quê mùa. Ta lúc trước ở trong núi sâu tu luyện, không lâu trước mới ra ngoài lịch luyện, cho nên không hiểu lắm về việc bên ngoài. Nhưng mà danh hào của Minh Nguyệt đại đế ta cũng từng nghe qua, chẳng trách phải xưng hô thế nào. Công chúa, người hỏi tên của tên quê mùa này làm gì? Đừng làm bẩn tay của người. Hỏi một chút thì có sao đâu cơ chứ. Kiêu thần này sao lại nhiều chuyện như vậy? Quản đông quản tây phiền chết đi được. Ta tên là Dương Khai. Dương huynh, ta có một chuyện không rõ, không biết có thể chỉ giáo hay không. Công chúa điện hạ, có việc gì cứ việc hỏi đi, Dương mộ nhất định là sẽ biết gì nói đấy, không giấu giếm gì hết.
Dương huynh đừng nói chắc chắn là như vậy. Nói không chừng vấn đề ta hỏi liên quan đến bí mật của ngươi đấy. Hừm, muốn bắt thóp của ta. Đổi nào nam nhân khác mà ngươi muốn câu dẫn là sớm đã vỗ ngực bảo ngươi cứ việc khỏi để đấy. Tiểu nha đầu này quả nhiên cũng không đơn giản. Việc công chúa điện hạ có thể hỏi vậy ta lẻ mặt, có thể hỏi ta vậy là lẻ mặt ta rồi. Có gì không thể nói cơ chứ? Vừa rồi hai người kia kẻ trước người sau vây đánh người, rốt cuộc ngươi đã hóa hiểm thành đành thế nào? Cái này à, thực sự là cái đó. Không thể nói thì thôi, coi như là ta chưa hỏi. Không phải không thể nói, nhưng mà bí mật này nếu như nói ra ngoài thì không còn linh nghiệm nữa. Ta mong công chúa sẽ giữ bí mật cho ta. Ngươi làm gì vậy hả? Ta chẳng làm gì hết, huynh đài, đây nè. Được rồi, ta đứng ở bên này để nói. Bí thuật đó của ta gọi là Càn Khôn Đại Na Di Thần Công. Một khi thi triển, có thể mượn lực đấu lực, lấy yếu thắng mạnh. Lúc trước hai gia hỏa kia một trước một sau, ta liền đến dẫn dắt một chút, để bọn chúng tự đánh với nhau. Nói như vậy, lúc đó nếu chỉ có một người công kích, vậy ta chết chắc rồi. Bí thuật này công chúa điện hạ biết nào được rồi, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Dễ lừa thật. Công chúa điện hạ, ta trả lời một câu hỏi của ngươi, ngươi có thể cũng trả lời một câu hỏi của ta hay không? Tiểu tử, ngươi muốn hỏi gì không cho phép. Tiêu thần ca ca, hung dữ với người khác như vậy làm gì? Ngươi muốn hỏi về đẳng cấp và phân loại tinh nhân đúng chứ? Công chúa quả nhiên là thuần khiết cao nhã, một lát đã nhìn ra trong lòng kẻ hèn này nghĩ cái gì rồi. Nói thế này đi, hình dáng của tinh ấn không hề cố định, tinh ấn càng phức tạp thì cấp bậc càng cao. Ví dụ như miếng ở trên tay của ngươi, tinh ấn hình thoi coi như là loại đẳng cấp tương đối thấp. Dưới nó, kém hơn nó chỉ có tinh ấn hình tam giác, mà cao hơn nó có tinh ấn ngũ giác, lục giác, thất giác, thậm chí là tinh ấn bát giác. Tinh ấn không giống nhau, có gì khác nhau? Loại chuyện tinh ấn này, mặc dù có thể hỏi hoa thanh ti cũng có thể có được đáp án, nhưng Lam Huân dù gì cũng còn gọi là con gái của đại đế. Có lẽ còn nắm được tin tình tức mà người khác không biết. Khác nhau cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói rõ được. Có điều nghe nói càng là tinh ấn cấp bậc cao thì càng có được lợi hơn ở trong toái tinh hải. Nguyên do ở trong đó, có lẽ vào được toái tinh hải mới có thể thăm dò rõ ràng được. Thế à? Công chúa điện hạ, phía trước chính là nơi chúng ta vừa nhìn thấy tinh ấn rơi xuống. Trong những đám mây vàng kia hình như có dao động năng lượng kỳ quái. Kỳ lạ, Tiểu Bạch Y và những người khác đã xuất phát trước đến đây rồi. Ngoài ra còn có một vài võ giả khác, hiển nhiên là cũng bị động tính trước đó thu hút đến đây, nhưng duy nhất chỉ không phát hiện ra tung tích của tinh ấn. Y, suối quẩy rồi. Sao các ngươi lại ở đây? Chúng ta vốn đã ở đây rồi. Nghe ý của cô ta, lại giống như sau khi bị thu hút đến đây, vị trí xuất hiện lại là Lưỡng Quý Sơn. Dương sư đại lại có được một tinh ấn, thật là đáng chúc mừng. Nếu như có thể, ta ngược lại không muốn thứ này. Lời này của Dương sư đệ, nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ. Ngươi nhìn xung quanh đi, xem phản ứng của họ sau khi nghe thấy ta nói thì biết ý của ta là gì rồi. Xin lỗi, ta không cố ý nói lớn tiếng như vậy. Nếu như ngươi không muốn, giao cho ta thế nào? Ngươi nằm mơ ấy. Vô tình thế à? Năm đó nếu như không phải là ta, không phải ta chỗ nào cũng chiếu cố ngươi, thì ngươi làm gì có ngày hôm nay? Ngươi còn không ngại mà nhắc đến năm đó. Năm đó nếu như không phải là ngươi ép ta ở lại Bích Vũ Tông, ta cũng không đến nỗi bị cái gì. Không có gì. Năm đó Ô Mông Sơn cưỡng chế truyền thụ bộ phệ thiên chiến pháp đó cho ta, nếu như ta tu luyện thì đã mắc bẫy rồi. Đúng rồi, các ngươi vẫn luôn ở đây, vậy chắc chắn là các ngươi biết tinh ấn vừa rơi xuống đã đi đâu rồi. Nhìn người này xem, quả nhiên đều là mặt người dạ thú. Vừa rồi trước mặt công chúa điện hạ thể hiện dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, ngây thơ không biết bây giờ lại cùng một hội với hạng người diêm dúa nở nẹt như này, quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Nói gì thì nói, đứng gần như thế làm gì? Không phải sợ ngươi không nghe rõ hay sao?
Vừa rồi tên tiểu tử đó cũng đứng gần như thế, nói với công chúa cũng không nói gì, đối đến lượt ta thì lại khinh bỉ như vậy. Ta đâu phải là kẻ điếc, do mấy cái này ta lại muốn biết tinh nhắn rơi xuống đó ở đâu hơn. Ta đi hỏi xem, ngươi qua đây một lát, không sai chính là ngươi. Nhân võ tông kinh ngực, bái kiến Tiêu đại nhân, không biết Tiêu đại nhân gọi tại hạ đến là có gì phân phó. Tiêu đại nhân tìm mình làm gì, đệ tử của đại tông môn, không thể đắc tội được. Ta hỏi ngươi, các ngươi ở đây bao lâu rồi? Đến sớm hơn đại nhân một lát. Vậy chắc ngươi đã nhìn thấy thứ rơi từ trên trời xuống trước đó ở chỗ nào rồi không? Hình như toàn bộ đều rơi vào đám mây vàng rồi, không rõ tung tích. Rơi vào đám mây sao? Trong đám mây vàng này có năng lượng không giống với bình thường, cũng không biết là cất giấu huyền diệu gì. Công chúa, người xem, chuyện gì thế? Đây nếu là trong truyền thuyết. Tuế Nguyệt Thần Điện. Theo vị trí mà Hoa Thanh Ti chỉ trên bản đồ cho mình, Tuế Nguyệt Thần Điện chắc là ở đây. 10 phần, 8-9 phần thật sự là Tuế Nguyệt Thần Điện. Bây giờ nghĩ lại thì một đám người Tiêu Bạch Y và Nam Huân cố ý hoạt động ở bên này, rất có khả năng là để tìm dấu vết của Tuế Nguyệt Thần Điện. Nếu không thì sao lại tụ tập ở một nơi hẻo lánh như thế này chứ? Sao cứ nhìn ta vậy? Trên mặt ta có gì hay sao? Tin tình báo về Tuế Nguyệt Thần Điện chắc ngươi biết một ít nhỉ? Nói đi mà, lại chả mất miếng thịt nào. Đúng là không mất miếng thịt nào, nhưng sao ta phải nói cho ngươi? Tiểu tử thực lực mạnh rồi, cánh cứng cáp rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Ây, chắc ngươi không có ý đồ xấu gì chứ? Ngươi không đê tiện như thế thì chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường. Quả nhiên là cánh cứng cáp rồi, Dương sư đệ. Nếu như tiện thì có thể nói cho chúng ta về Tuế Nguyệt Thần Điện này không? Ta cũng miệng hộ pháp, thật sự không biết, không hề biết gì về chuyện này. Nếu Khấu sư huynh đã nói như vậy rồi, vậy thì nói cho các người cũng không sao. Này, dựa vào đâu mà Khấu sư huynh hỏi thì ngươi lại nói hả? Lẽ nào ngươi không muốn biết? Có điều phải nói trước, từ nay về sau chúng ta không nợ nhau gì cả. Từ đây nước sông không phạm nước giếng, sao ngươi lại cảnh giác với chúng ta chứ? Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Tin tình báo về Tuế Nguyệt Thần Điện này ta không biết nhiều, chỉ biết nó là hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thậm chí có thể nói Tứ Quy Chi Địa cũng sản sinh ra vì Tuế Nguyệt Thần Điện, Tuế Nguyệt Đại Đế. Xem ra những tinh ngấn biến mất chắc chắn là rơi vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện rồi. Đó là chắc chắn. Cũng không biết là vì có phải liên quan đến tinh ngấn rơi xuống hay không. Nếu không, thần điện này khả năng cũng sẽ không xuất hiện. Ý của Dương sư đệ là thời cơ khi tinh ngấn rơi xuống, nếu không phải là như thế, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào tìm được Tuế Nguyệt Thần Điện. Không sai. Có điều nếu là như vậy, trong Tuế Nguyệt Thần Điện có nhiều đồ tốt mà Tuế Nguyệt Đại Đế để lại, lại có cả tinh ấn, sợ là ai cũng sẽ không bỏ qua đâu. Đi thôi, nếu như đến muộn hơn thì chẳng vớt được lại lộc gì đâu. Tuế Nguyệt, không ổn. Bức hoành này bị thi triển sức mạnh kỳ lạ, khiến cho người khác nhìn lên đều bị hoa mắt chóng mặt, tự nhiên sinh ra ảo giác 5 tháng trôi qua. Mọi người đừng nhìn chữ ở trên bức hoành đó. Năm tháng thôi đưa, thần thông nhất xuất, sát na nghìn năm, sức mạnh kỳ quái này thì ra là Tuế Nguyệt Thần Quyết. Bắt đầu công kích rồi sao? Đáng ghét, xem ta dỡ cánh cửa rách nát này đây. Ây, chạy nhanh thì làm sao, còn không phải là bị chặn lại à? Có bản lĩnh thì ngươi xem cho ta, thì ngươi vào xem cho ta. Vô Thường huynh đều không tấn công mà bị phản lại, Tiêu Mẫu sao có thể vào được? Ta vẫn nên tiết kiệm sức lực thì hơn. Vậy thì ít châm chọc đi. Người nên thấy may mắn, lần này ta có nhiệm vụ quan trọng trong người, nếu không sớm đã lấy mạng chó của ngươi rồi. Mấy vị, so với việc tàn nhảm ở đây thì không bằng nghĩ cách làm thế nào để phá giải cấm chế kim quang này. Không kỳ, ngươi cũng ở đây, sao ta lại không thể ở đây chứ? Thất Diệu Thương Hội dù gì cũng có mấy vị trí vào Tứ Quý Chi Địa đúng chứ? Lời này của Tiêu huynh nói thật là kỳ lạ. Mặc dù nói trong Nam Vực hai đại thương hội Thất Diệu Thương Hội và Tử Nguyệt Thương Hội lấy buôn bán làm chủ, nhưng cũng có nghĩa là hai đại thế lực này không có cường giả,
Ngược lại, thực lực của hai đại thương hộ này không hề kém hơn bất kỳ tông môn nào. Chỉ là cách lý giải và cách nhìn sai lệch của người ngoài, cho rằng chúng ta yếu mà thôi. Theo Khổng Mẫu thấy, đây có lẽ là một loại trận pháp cấm chế. Có phải nên tìm một vị bằng hữu tinh thông đạo này đến để xem thử hay không? Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cấm chế trận pháp gì đều chỉ là hư vô mà thôi, trực tiếp đánh vỡ là được rồi. Nguyên lực thật mạnh. Bát Phương Môn quả nhiên vẫn là, quả nhiên đã xuất hiện một quái thai mà. Quái vật thế này cho dù là tinh thần cung cũng chẳng có mấy người. Chẳng trách dám đối đầu với vô thường. Có thường lực kinh người thế này, đúng là có tư cách để ngông cuồng mà. Một kích thế này nếu đánh lên người của mình, kết quả sẽ như thế nào đây? Một kích thế này quả nhiên đáng sợ. Chỉ là vào lúc chiến đấu thật sự thì không thể phát huy ra được. Bất kỳ kẻ địch nào đều sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị lâu như vậy. Tương ứng với đó thì triển ra một kích thế này, ảnh hưởng đối với bản thân La Nguyên có lẽ là cũng không nhỏ. Có thể thành công phá ra hay không? Xem ra ma lực không thể nào phá giải được đâu. Dù gì cũng là cấm chế do đế tôn cảnh cường giả bố trí ra mà. Công chúa, ta còn chưa nhìn ra là danh đường gì, không nắm chắc được gì hết. Chư vị có ai tinh không trận pháp, qua đây xem thử xem. Đây có lẽ chính là Tuế Nguyệt Thần Điện vô ngưng ở trong truyền thuyết. Nếu như có thể phá giải được cấm chế này, chúng ta có thể tiếp nhập vào bên trong rồi. Chư vị ai có khả năng này, xin đừng giấu giếm làm gì. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, nhập môn thì dễ, nhưng ai lại dám nói là tinh thông cơ chứ? Đúng thế, mọi người đều là võ giả đạo nguyên cảnh, đối với trận pháp ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhưng ai lại dám tự tin để đi phá giải cấm chế mà đế tôn cảnh cường giả để lại. Cung huynh, ngươi không đến xem thử? Họ cùng đây không phải là họ dễ thấy đâu. Nhẽ nào nói là người của Thiên Hà Cốc, cung gia thì ra là vậy. Ơi, lần này thì có hy vọng phá giải cấm chế rồi. Kẻ này là ai, sao mọi người lại có vẻ rất tin tưởng hắn như vậy? Hỏi ta hả? Muốn hỏi thì họ, muốn nói thì nói. Bản hộ pháp mới phát hiện tiểu tử ngươi vô cùng đáng ghét. Vậy cũng phải xem đối với người nào đã. Ngươi, cung gia ở Nam Vực là người rất nổi tiếng, mặc dù thường lực của gia tộc không tính nào quá mạnh, nhưng là võ giả trong gia tộc bọn họ ai cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Nhất là cung gia lão tổ của bọn họ nhảy trận pháp nhập đạo, mấy chục năm trước đạt được tu vi đế tôn cảnh, ngưng tụ đế vị. Tiến trận pháp chi đạo này, cả Nam Vực bọn họ cũng xếp ở vị trí thứ ba. Còn về người trước mắt này, nếu như ta nhớ không nhầm, có lẽ là thiếu chủ đời này của cung gia Cung Văn Sơn. Thì ra là vậy. Tu vi không tính là quá cao, nhưng cũng không thấp, đạo nguyên cảnh tầng 2. Chết tiệt, chỉ là muốn tùy ý đến chơi mà thôi, sao lại gặp phải loại chuyện phiền phức này chứ? Nếu như hiện giờ từ chối, chắc chắn là sẽ bị mọi người tức giận. Đám gia hỏa này đừng nhìn chằm chằm như vậy, còn không đánh cho ta tan xác chắc. Ây, thật đúng là phiền chết đi mất. Tên Khổng Kỳ chờ đánh khốn nạn này, ngày khác nhất định là sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Công huynh, chắc không phải là ngươi cảm thấy rằng dựa vào tính lực của tại hạ, không nghe thấy ngươi đang nói cái gì hay sao? Chính là nói cho ngươi nghe đấy, sao hả? Công huynh lượng thứ, chỉ là nơi này thật sự không ai tinh thông trận pháp, chỉ có thể hy vọng vào huynh mà thôi. Ngươi và ta tương giao mấy chục năm, ngươi cũng là đã biết tính khí của ta. Đúng đúng, ghét nhất là phiền phức, cái này ta tự nhiên nào biết. Phá giải cấm chế là việc phiền phức nhất đấy, muốn ta phá giải nó cũng không phải là không thể, nhưng mà ta sẽ có lợi ích gì chứ? Lợi ích? Tha cho ngươi không chết, có tính nào lợi ích hay không? Ồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta hay sao? Phá giải cấm chế này, ngươi có thể giữ mạng sống, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết ở nơi này. Thú vị lắm. Ngươi con mẹ nó nói ai thú vị? Có nói ngươi đâu, nguy rồi. Tên vô thường này hoàn toàn không biết mình đã gặp phải hậu họa thế nào rồi. Cung Văn Sơn tính tình trước giờ vẫn ăn mềm không ăn cứng. Nếu như nói chuyện tử tế với hắn, vậy thì tất cả đều dễ thương lượng. Nhưng nếu như uy hiếp hắn, vậy mẹ nó, tên ngu xuẩn vô thường này, nếu như Cung Văn Sơn tức giận bỏ đi, lão tử không xong với ngươi đâu. Vô thường, ngươi tu luyện đến gốc rồi sao? Ông huynh cũng chưa nói sẽ không phá giải cấm chế, ngươi nói những lời đó là có ý gì? Ngươi là cậu hành thế nào hả? Ở đây đến lượt của ngươi khoa chân múa tay rồi sao? Lời này của ngươi cũng quá coi thường người khác rồi. Thế thì làm sao?
Muốn được ta coi trọng thì phải có chút thực lực mới được. Vô thường huynh sợ là không coi bất kỳ ai ra gì. Ây, chỉ sợ thiên hạ không loạn hay sao? Tiêu huynh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Vô thường huynh đã là đệ nhất dưới cấp đế vị, Tiêu mỗ nào dám chỉ giáo? Đừng cãi nhau nữa, đừng làm phiền cung huynh phá giải cấm chế. Coi như ngươi thức thời, đến cuối cùng vẫn không phải là sợ ta hay sao? Ngoan ngoãn phá trận đi. Vậy mà lại lộ ra điệu cười ta ác thế. Xong rồi xong rồi. Hỗn thiên bàn của cung gia. Không, không phải là hỗn thiên bàn thật, mà là vật mô phỏng. Đi. Xem ra trận bàn đó là bí bảo có thể trợ giúp tìm nhược điểm của cấm chế. Tìm được rồi, quả nhiên giống như ta nghĩ. Pháp tùy ngộ thâm, tâm tùy pháp động, vô ngã vô vi, nhập ngã trận này, cấp cấp như điều này. Nhập trận. Được rồi, được rồi. Ta nói được rồi, đương nhiên là được rồi. Mở cho ta. Thật sự là được rồi. Danh tiếng của cung gia danh bất hư truyền. Đa tạ cung huynh nhé. Sau khi về ta mời ngươi uống rượu. Vẫn chưa có chuyện gì, mau chạy thôi. Mau vào thôi, đừng để những người khác cướp trước. Cười cái quái gì? Chuyện gì thế? Người xung quanh có thể vào, duy nhất ngươi không thể vào. Quả nhiên là do ngươi giở trò. Tên này tâm đen thật. Thật đã coi thường hắn rồi, vậy mà còn chơi chiêu này. Để cho vô thường nhìn tất cả mọi người vào, chỉ có hắn là không vào được. Giết người giết tâm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chặn được ta hay sao? Bây giờ ta đã hoàn toàn khống chế được cấm chế này rồi. Ta muốn ai vào thì người đó được vào. Ngươi nói xem, ta có chặn được ngươi hay không? Nếu đã như vậy, giết ngươi là được. Ta đã nói rồi, bây giờ ta đã kiểm soát được cấm chế. Nghĩa là ngươi vẫn chưa hiểu hay sao? Thật là ngu xuẩn. Ây, ta không thể vào. Thì cũng không ai được vào cả. Ta không thể vào thì ai cũng không vào được. Ha ha, vô thường, ngươi phát điên gì vậy? Chúng ta đâu chọc đến ngươi đâu. Ngươi làm thế có ý nghĩa gì chứ? Không sai, vô thường, ngươi đừng bắt nạt người khác. Tấn công chúng ta thì qua gì nào anh hùng. Tên điên này, vậy mà lại tấn công loạn hền. Chợt, sớm biết thế này thì không đứng ngoài xem kịch rồi. Nên nhân cơ hội truyền vào sớm hơn. Vô thường huynh, nhân võ tông ta tốt xấu gì cũng là tông môn trực thuộc của thiên võ thánh địa. Người ngoài không thể vào, ta vào chắc chắn không vấn đề gì chứ. Không từ chối nào đồng ý rồi, đa tạ. Vô thường huynh, ngươi có ý gì? Ta đã nói, nếu ta đã không vào được, vậy thì người khác cũng đừng hòng vào. Người không nghe khuyên bảo, kết cục chỉ có chết. Cảm ơn nhé. Hay, vừa khéo mượn được thuận lợi tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện rồi. Đạo nguyên cảnh tầng 1, vậy mà lại có thể tiếp được một kích của vô thường, còn không hề bị thương. Người này không đơn giản. Là hắn, quả nhiên trước đó hắn giả vào yếu ớt. Nguy rồi. Toàn bộ chuồn hết rồi, chết tiệt. Vô thường, bây giờ bọn họ đều vào rồi. Ngươi lại làm thế nào đây? Dùng nhãn thần uy hiếp ta. Ta nghĩ chắc chắn ngươi chỉ biết uy hiếp ta thì phải trả giá như thế nào. Người trẻ tuổi nhiệt huyết thì không có vấn đề gì, nhưng quá hống hách thì đi rồi. Hoàn toàn không cho mình cơ hội phát huy. Đủ quyết đoán đấy, vậy mà lại từ bỏ cơ hội tốt như này. Không ngờ được quy mô bên trong lại lớn như vậy. Tình huống gì thế? Cẩn thận. Sớm biết thế thì đệ ở bên ngoài đệ một nát rồi. Dương sư đệ cẩn thận, những con rối này không dễ đối phó đâu. Như này không phải là bị bại lộ rồi sao? Cảm ơn đã quan tâm. Cấp bậc đạo nguyên cảnh, linh năng chi tâm. Linh năng chi tâm, bộ phận của hạt nhân con rối. Nghe nói luyện chế linh năng chi tâm cực khó, nên cần đại sư luyện khí và đại sư phối hợp. Hợp tác mới có thể hy vọng luyện chế ra thành công. Giá trị không thấp. Trong đại điển có hơn trăm con rối đạo nguyên cấp trở lên, thì cũng có hơn Thính cũng có hơn trăm linh năng chi tâm. Nếu nói như thế, có được linh năng chi tâm lại tìm đại sư con rối luyện chế sắp sắp ở vỏ bọc, há chẳng phải là có thể tự luyện ra được một đại quân con rối đạo nguyên cảnh hay sao? Vốn là tinh ngần ngũ giác, cơ mà rơi vào trong tay phải, mà lại khuê ở tay trái.
Đồng nào Number?